Triều Quyên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị rất đặc biệt để tưởng nhớ tới một người anh, một người cộng tác viên của đài truyền hình SBTN đã ra đi 10 năm. Đó là ca nhạc sĩ Việt Dũng. Kính thưa quý vị, anh đã ra đi vào ngày 20 tháng 12 năm 2013 và đến ngày hôm nay 20 tháng 12 năm 2023. Tròn 10 năm. Ngồi trong cái gian phòng này thì chúng tôi nhớ tới anh Việt Dũng tại vì cách đây 20 năm anh cũng là một người thầy dạy cho Dự Quyên bước vào ngành truyền thông, đọc tin tức, làm MC. Cho nên khi mà nói tới anh thì cái tim nó thổn thức cũng như là cái giọng nói nó cũng hơi bị cắt ngang. Xin quý vị tha lỗi cho. Ngày hôm nay thì chúng tôi có sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng là một người bạn thân với nhạc sĩ Việt Dũng. Chắc là Diệu Quyên mời nhạc sĩ Trúc Hồ nói kỷ niệm của mình đối với nhạc sĩ Việt Dũng, một người anh của SBTN như thế nào? Việt Dũng đối với cộng đồng người Việt Nam là một người được hầu hết tất cả mọi người, mọi giới đều yêu mến. Với những đóng góp của anh cho cộng đồng, đóng góp cho anh từ nhạc cho tới truyền thông, đóng góp cho trung tâm ban nhạc ASA, đóng góp cho đài truyền hình SBTN. Đài truyền hình SBTN thành lập từ năm 2001, thì Việt Dũng đóng góp rất nhiều trong những năm đầu để thực hiện ban tin tức và dạy cho một số anh chị em làm tin như thế nào. Cho nên đối với SBTN thì Việt Dũng là một người đại công thần của SBTN. 10 năm trước, Việt Dũng ra đi một cách bất ngờ. Thật sự thì lúc Việt Dũng ra đi thì vẫn còn quá trẻ. Trong thời gian đó, Trúc Hồ nhớ rõ là Dũng hay nói là thôi, bồ ơi, để Dũng về hưu đi. Trúc Hồ với Dũng hay xưng hô bằng bồ. Mệt lắm rồi, sức khỏe yếu lắm rồi. Còn nhìn Dũng một cười cười. Thời đó không những làm cho SBTN mà Việt Dũng còn lo cho chương trình của bên ASA nữa. Chúc Hồ nói Dũng là Dũng còn khỏe mạnh quá mà còn lâu mà Dũng cũng phải 8-90 tuổi Dũng mới đi thôi. Nhưng mà không ngờ đùng một cái là đi, bởi vì Việt Dũng bị bệnh tiểu đường, sức khỏe khó mà đoán được, bởi vì tiểu đường mà mình không có cơ thể của Việt Dũng không có đi tập thể dục được, mà lại khoái ăn chè. Cho nên dễ tới một cái giai đoạn mà tiểu đường nó đánh tới mà cái cơ thể nó không có kịp cứu Việt Dũng. Đi ra rất đột ngột. Trúc Hồ nhớ hoài kỷ niệm của Trúc Hồ với Việt Dũng là những lần đi châu Á. Năm làm chương trình Hành Trình Tìm Tự Do thì hai anh em đi cùng với một anh đạo diễn là anh Tài ở bên Montreal, đi hết tất cả trại tị nạn Đông Nam Á thời đó, năm 2000. Thời gian đó là thời gian Trúc Hồ và Việt Dũng thân nhau nhất. Ngày nào cũng đi với nhau, ở chung một khách sạn, đi từ nước này qua nước khác. Hai anh em tâm sự nhiều chuyện. Tình thân của Việt Dũng và Trúc Hồ từ đó gắn bó hơn trước kia. Hồi trước cũng thân nhưng mà không có đủ thân sau cái chuyến đi Hành Trình Tìm Tự Do. Trên những lúc lái xe từ nước này qua nước nọ, từ trại này tới trại kia, anh em tâm sự với nhau nhiều. Việt Dũng với Trúc Hồ có nhiều cái cùng giống nhau. Nếu mà để hai cái tên ghép lại thì cũng giống nhau lắm. Là Hùng Dũng,
chú Khô tên là Hùng, Hùng Dũng. Sau này thì tới chương trình ESA VO 54 thì chú Khô lại được một lần nữa đi với Việt Dũng về lại trại tị nạn Campuchia, trại đường bộ, thực hiện cuốn Trầm Tử Thiên chú Khô. Lần đó có Vũ Trần đi chung. Thì với chú Khô, Việt Dũng là một người đàn anh. Khi chú Khô vừa tới Hoa Kỳ, chú Khô đi xem chương trình văn nghệ thì thấy Việt Dũng hát một chút quà cho quê hương, lòng mình nhớ tới những thời gian mình còn ở Việt Nam, lâu lâu nhận được một tí quà ở Hoa Kỳ gửi về. Thì lúc đó thì Việt Dũng trên sân khấu, rồi chú Khô ở dưới đi xem, lòng rất là kính phục một người nhạc sĩ trẻ có tài, giọng hát hay. Nhưng mà sau này có cơ hội chú Khô làm việc chung với Việt Dũng từ cuốn ESA 14 qua vài ngạc cho tới ngày Việt Dũng mất, và thời gian mà anh em làm việc với nhau rất là gần là thời gian làm đài truyền hình SBTN. Ngày nào Việt Dũng cũng lấy đọc tin, mà cái phòng màu quay tin tức nó nằm ở trên lầu. Việt Dũng lúc nào cũng có con cây nạn, tới giờ đi lên lầu thì thường thường Hồ hay đứng ở dưới. Khi nào mà Việt Dũng mà đi lên lầu thì giúp Hồ cầm phụ Dũng cái nạn. Tình thân anh em rất thân trong tất cả những công việc làm với nhau. Việt Dũng ra đi là một sự mất mát lớn nhất của chú Khô. Có thể nói là hơn nửa phần công lực của chú Khô đã mất khi người bạn Việt Dũng của mình ra đi. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ chú Khô có nhắc tới nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương. Đây cũng là một cái nhạc phẩm mà rất nhiều người đã nghe và thấm thía từng chữ, từng lời của nhạc sĩ Việt Dũng viết. Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng nghe Một Chút Quà Cho Quê Hương. Cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tàng. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn.
chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá. Kính thưa quý vị, trong buổi tưởng niệm hôm nay, đặc biệt chúng tôi mời được một người MC cùng đồng hành với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng rất lâu. Thưa quý vị, MC Nam Lộc, chào anh. Anh gửi lời khán giả cũng như là anh chia sẻ với khán giả trong cái thời gian vừa qua kỷ niệm của anh với anh Việt Dũng như thế nào, thưa Nam Lộc? Dạ vâng, cảm ơn Diệu Quyên và kính gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của SBTN. Vâng, thưa quý vị, định mệnh mà tôi gặp được người em Việt Dũng bắt đầu vào khoảng năm 1984-85. Tôi nhớ hôm đó tôi làm MC cho chương trình Hoa hậu áo dài ở Long Beach. Thì người ta nhờ tôi giới thiệu một nhạc sĩ như là một chàng lãng tử vậy, tóc dài. Và trong cái resume để giới thiệu cậu ấy thì cậu là một ca sĩ hát nhạc đồng quê, country music của Mỹ. Thì bất thình lình tôi thấy Dũng đi đôi nạng ra. Dũng bỏ nạng và Dũng ngồi xuống dưới sàn và Dũng hát bài Lời Kinh Đêm. Tôi sững sờ, nó hoàn toàn khác hẳn những cái điều mà tôi nghĩ đến một cái anh chàng lãng tử ca sĩ nhạc đồng quê ôm đàn hát bài Lời Kinh Đêm, nghe những cái lời hát, nghe cái điệu nhạc và nghe cái giọng trình bày của Dũng đó. Tôi yêu Dũng từ lúc đó, tôi phải dùng chữ yêu. Tôi yêu hình ảnh của Dũng, tôi yêu giọng hát của Dũng, tôi yêu con người của Dũng và tôi yêu cái lý tưởng của một người trẻ. Từ đó trở đi, tôi để ý đến Việt Dũng và định mệnh đã cho anh em chúng tôi được làm việc chung với nhau. Đầu tiên thì vào khoảng đầu năm 2000 thì chúng anh em được làm chung với nhau của Trung tâm Asia. Lúc đó tôi có cảm tưởng như là chim liền cánh, cây liền cành. Như cái tay phải cần có một cái tay trái hoặc ngược lại. Nhưng mà trước đó thì lại phải nói là vào 8 năm trước đó, tức là năm 1992, khi mà Dũng đem cái cuộc cách mạng về truyền thông, Dũng và Minh Phượng, thưa quý vị, làm việc cho đài phát thanh Little Sài Gòn Radio. Hai người không có dùng script, hai người không có nói chuyện một cách formal như là các sứ ngôn viên khác, mà vừa nói chuyện, vừa nghịch ngợm, vừa đùa, vừa có những cái câu dí dỏm làm cho chương trình trở nên tươi mát. Và từ đó tôi trở thành phóng viên bất đắc dĩ của Việt Dũng. Dũng hay giao tôi những cái công tác mà tôi thường vận động ở trên Hoa Thịnh Đốn,
những cái chương trình định cư người tị nạn. Và từ đó trở đi, một lần nữa tôi lại dính với sinh hoạt của Việt Dũng. Tuy nhiên thì thưa quý vị, nếu mà nói một cách chân tình thì tôi có thể nói rằng nếu chúng ta muốn tìm được một người bạn như Việt Dũng, biết quý trên, nhường dưới, biết san sẻ và đồng hành, thì có lẽ chúng ta mong là có được hàng trăm người bạn như vậy. Và nếu chúng ta muốn tìm được một người nhạc sĩ nặng lòng với quê hương đất nước, viết những ca khúc nói lên giọt lệ của người ra đi hay người ở lại, hoặc là nỗi khắc khoải về quê hương, thì có lẽ chúng ta mong có 1.000 nhạc sĩ như vậy để sáng tác. Hoặc là nếu chúng ta muốn tìm ra một chiến sĩ đấu tranh không biết mệt mỏi, đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, thì có lẽ chúng ta ước gì có hàng triệu Việt Dũng, có hàng triệu người như vậy. Việt Dũng ra đi để lại một cái tấm gương rất lớn cho thế hệ sau. Cái tấm bảng vinh danh của người chiến sĩ nhân quyền Việt Dũng, Human Rights Memorial Highway, vẫn đứng sừng sững suốt 10 năm qua ở trên cái đoạn đường sầm uất và đông đảo lớn nhất của quận Cam chúng ta. Điều đó nhắc nhở cho cá nhân tôi cũng như cho nhiều người rằng Dũng ra đi nhưng Dũng để lại một cái lời nhắn cho những người còn quan tâm đến vận mệnh của quê hương đất nước. Và có lẽ quan trọng hơn cả là Dũng muốn nhắn gửi lại là hãy tiếp tục những gì mà Dũng đã bỏ dở dang, như cái lời chăn trối trước khi anh ấy nhắm mắt: chiều nay ai ra mộ vắng, thắp giùm tôi nén hương tàn, thương người nằm sâu trong đất lạnh, lòng buồn quê hương nát tan. Và thưa Diệu Quyên cũng như thưa quý vị, hôm nay chúng ta tưởng niệm 10 năm Việt Dũng ra đi. Chúng ta đã mất đi một người anh, một người em, một người bạn, một nhà truyền thông, một nhà làm truyền thông tâm huyết, một chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta hãy cầu nguyện Thiên Chúa luôn luôn che chở cho Việt Dũng luôn bình an và hạnh phúc. Như tôi nhớ một câu hát, một bài hát mà Dũng vẫn thường hát là: Chúa, khi Chúa thương, Chúa gọi tôi đi, lòng tôi mãi hân hoan. Cảm ơn Diệu Quyên và cảm ơn quý vị. Em cảm ơn anh Nam Lộc. Và thưa quý vị, một trong những nhạc phẩm mà anh Việt Dũng viết rất hợp với câu chuyện vừa qua anh Nam Lộc chia sẻ, Mời Em Về. Chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi nghe lại nhạc phẩm này của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng qua tiếng hát của Y Phương. Trong mưa buồn lư thư, tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa. Duy tân chiều say nắng, uống môi nồng hương xưa. Tôi muốn mời em về, nhưng chim đã
gậy cánh, nhưng mây đã ngừng bay, cho tôi còn lại nơi này. Tôi muốn mời em về thăm lại căn nhà xưa, có mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đông đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại phố phường xưa, những chiều trời mưa phùn lời yêu nói sao vừa. Thưa quý vị, một trong những người MC cùng đứng trên sân khấu Asia với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, đó là Thùy Dương, cũng có mặt ngày hôm nay. Chắc là chị mời Thùy Dương kể cho quý vị khán giả nghe một số các kỷ niệm của em vui buồn với nhạc sĩ Việt Dũng. Thùy Dương xin chào chị Diệu Quyên. Thùy Dương cũng xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, là cũng phải chia sẻ với quý vị là lúc nãy khi mà Thùy Dương ngồi ở đằng sau chuẩn bị cho chương trình đó thì các anh chuyên viên kỹ thuật có bật những cái bài nhạc cho chương trình ngày hôm nay, thì bài Một Chút Quà Cho Quê Hương của Việt Dũng và tiếng hát của Việt Dũng hát lên thì phải nói là cũng lâu rồi Thùy Dương không được nghe giọng nói và tiếng hát của Việt Dũng. 10 năm đúng không chị? Đúng rồi. Và khi mà Thùy Dương nghe được anh hát thì Thùy Dương cảm thấy giống như là my heart just broke all over again. Tại vì cũng đã lâu rồi không được gặp anh, thì mình nhớ một người nào đó, thời gian trôi qua, cuộc sống mình đi theo với hàng ngày, thì có lẽ là mình quên một chút phần nào đó cái nỗi thương yêu của mình đối với người anh, người thầy. Cho nên là ngày hôm nay khi mà được nghe tiếng hát của anh Việt Dũng một lần nữa thì phải nói là làm cho Thùy Dương cảm thấy rất là cảm động và rất là nhớ anh. Việt Dũng, Thùy Dương được cái hân hạnh, một trong những cái hân hạnh đẹp nhất trong cuộc đời của Thùy Dương là được cái thời gian đứng bên cạnh anh trên sân khấu của Trung tâm Asia. Thùy Dương chỉ được 6 năm, không giống như là anh Hồ hay là anh Nam Lộc. Được bao nhiêu năm cùng với Việt Dũng, Thùy Dương chỉ được 6 năm thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian đẹp. Và anh dạy cho Thùy Dương rất là nhiều, nhưng mà
quan trọng nhất đó là anh là một tấm gương. He makes me want to be a better person because he is such a beautiful person. Thùy Dương còn nhớ đó là khi mà một cái kỷ niệm Thùy Dương kể cho chị là khi mà ông xã của Thùy Dương bây giờ đó có cầu hôn đó thì Thùy Dương có chia sẻ với anh Việt Dũng thì cái khoảng độ một thời gian sau đó thì anh mới chuẩn bị, giống như là tại vì Thùy Dương biết là mình sẽ đám cưới ở bên Pháp. Thì anh Việt Dũng cũng nói với chị BB là tụi nó đám cưới đó nha, mình phải make sure là passport của mình nó renew để mà đi đám cưới của Thùy Dương với Đức ở bên Pháp. Và anh Dũng qua đời khoảng độ 5 tháng sau khi mà Thùy Dương engage. Và còn nhớ đó là cái ngày mà đám cưới đó thì ở bên Pháp cái ngày hôm đó đó trời mưa tầm tã, mưa nghĩa là sấm sét ở bên ngoài, và kể cả Nguyên Khang đang trên đường tới đó, anh cũng nói chết con Thùy Dương rồi. Và Thùy Dương nhớ là ngồi đó đánh make up, Vincent đánh make up Thùy Dương, Thùy Dương nhìn lên trên trời đó, Thùy Dương nói là anh Việt Dũng à, like will you open up the heavens for me, make it stop raining, like open up the heavens for me. Anh mở thiên đàng cho em. Và em nói thật với chị là trong 30 phút là không những là hết mưa mà trời nắng, mà không những nắng mà khi mà Thùy Dương bước ra ngoài đó thì kể cả ở dưới đất nó không có ướt nữa, nó khô hết. It was a perfect day. It's a miracle. And I think that he was there with us. So ngày hôm nay khi mà được đến đây, em cảm ơn chị đã cho Thùy Dương cơ hội được đến đây, tại vì một lần nữa chúng ta được nhớ đến Việt Dũng. Chị biết không, năm nào cũng vậy, cứ ngày hôm nay, cứ đến ngày 20 tháng 12 là ông xã và Thùy Dương ra mộ để mà thăm anh Việt Dũng. Và năm nay Thùy Dương rất là vui là được đến đây cùng với các anh chị em nghệ sĩ để chúng ta nhớ lại một người anh, một người thầy, một người mentor, một người anh hùng. Việt Dũng là một trái tim đẹp, và em được đứng bên cạnh anh 6 năm anh Dũng, cái đó là cái phước của Thùy Dương, và em cảm ơn anh đã cho em cái cơ hội đó. Cảm ơn Thùy Dương. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đang ở trong mùa đông mình mất Việt Dũng và mùa đông. Nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi xin được gửi quý vị với tựa đề Ôi mùa đông. Đây là một nhạc phẩm ngoại quốc qua lời chuyển dịch tiếng Việt của nhạc sĩ Việt Dũng và được trình bày qua tiếng hát của Lâm Nhật Tiến. Thank you.
ai buồn giữ ngôi vườn mùa đông. Ôi mùa đông này tình yêu, này quá khứ, đừng réo lên những lời u buồn. Người xưa thưa quý vị, trong buổi tưởng niệm 10 năm Việt Dũng ra đi ngày hôm nay, một người em cũng rất là thân cùng đứng trên sân khấu Việt Dũng trong suốt thời gian vừa qua. Cô cũng góp mặt để chia sẻ về cái quãng thời gian cùng làm việc với nhạc sĩ Việt Dũng. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi nghe lời tâm sự của xướng ngôn viên MC Lina Nguyễn. Chào em. Dạ, em xin chào chị và Lina xin kính chào quý khán thính giả. Hồi nãy đang nghe nhạc, Lina nói với chị Quyên, em thật sự em chưa bao giờ, hình như một hai lần có nghe anh Việt Dũng ca trên sân khấu, nhưng mà em không biết anh Việt Dũng như là một người ca nghệ sĩ. Em, tại vì em phải kể là thế hệ sau này, em lớn lên tại Mỹ, em cũng không có involve nhiều trong nền âm nhạc Việt Nam, nên cái này là sau này em mới biết. Và sau này em gặp anh Việt Dũng cũng là nhờ làm việc chung với Asia. Và trong cuộc đời em có là ba người anh. Em trong nhà là em là lớn nhất nè. Nhưng mà em có ba người anh, là anh Nam Lộc, anh Trúc Hồ và anh Việt Dũng, dạy cho em, chỉ cho em rất là nhiều luôn. Like I owe them a lot. Và em nhớ anh Việt Dũng là như vậy. Em những cái kỷ niệm của em không phải là đứng bên cạnh anh trên sân khấu, nhưng mà lại sau sân khấu. He is so funny. Nhưng mà when he's serious, he is like real. Khi mà anh nói cái gì mà anh passionate about it, là mình nghe là mình like you can't get enough. Nhưng mà em rất thương là cái người Việt Dũng mà backstage. He's funny, he's lighthearted. Và em nhớ là cái lần đầu tiên mà em làm show cho Trung tâm Asia. Lần đầu tiên em làm show là anh Nam Lộc là viết rất là hay rồi. Em thì tiếng Việt rất là dở. Thì em phải nhìn xa, em đọc tiếng Việt nơi cái teleprompter. Mình đọc, mình thấy cái dấu mình đọc thôi. Nhưng mà thực sự em không có really hiểu là em đang đọc cái gì. Em biết sơ sơ. Tại vì anh Nam Lộc, anh nó viết quá hay. You just did too good of a job. I can't understand it. Và sau khi cái cuốn đầu ra đó, không biết chị có nhớ lúc đó là the internet là bắt đầu là big deal. Người Việt Nam mình là the first time they got on the internet và bắt đầu comment, bình luận dữ lắm. And so they love to talk. Thì em nhớ hồi đó, em mới vừa làm thì những người khen em không có nghe. Nhưng những lời phê bình, chê em là trời ơi người Việt mà không có biết nói tiếng Việt mà tại sao mà lên CD làm gì, lên DVD làm gì. Và những cái lời đó, it like that hurt me. That hurts a lot. It hurt a lot. Sau cuốn đầu em không muốn làm nữa, cái đó em sợ lắm. Em không có muốn bị người ta chê, người ta chửi. I don't exactly. Like it. A lot of people want to give up. Yes. Cái comments đó. Thì khi mà em tâm sự với anh Việt Dũng đó, anh ấy nói với em là baby, he called me baby. He
says, baby, don't worry about it. He said that you are the second wave. Mm-hmm. They will love you for whoever you are. He said, em đừng có là try to be like another MC. Don't try to be anything you're not. And he just said, em cứ làm đi. Okay? Ai thương mình, ai muốn nghe, ai muốn coi thì họ sẽ coi. Họ không thích mình thì thôi. Mm-hmm. And that gave me the courage to continue. Mm-hmm. Vì vậy, em mới tiếp tục. Và vì vậy, em mới học được tiếng Việt như bây giờ nè. Chị biết không, hồi xưa là em nói không có ra mà. Người Huệ mà dạ nói từ Nam hành ra, hành sáo á. Nhưng mà những cái kỷ niệm của em là không phải trên sân khấu nhưng mà lại backstage. Những cái bài học quý giá mà anh Việt Dũng gửi cho em và em nhớ tới bây giờ. Cảm ơn em đã chia sẻ. Còn có những cái chuyện gì mà em cùng gặp phải hoặc là làm việc chung với anh Việt Dũng trên sân khấu mà làm cho em nhớ nhất không? Chị biết, em học script. Nếu mà tiếng Anh thì em không có cần coi script nữa. I'm okay. Tiếng Việt em phải là học và học bài. Rất là... Thực sự phải nói là rất là mệt, em lo lắm. Nhưng mà anh Việt Dũng, he doesn't want it scripted. And so nhiều lúc em nói, sao bây giờ lát nữa mình lên sân khấu mình nói gì đấy anh? Don't worry about it em, don't worry about it. Lần đầu em worry, nhưng mà sau này em không có lo là vì vậy. He is real on stage. Anh nói tếu, anh nói em làm em không có sợ. And I learn a lot on stage luôn. Là mình không có bàn trước. Like, it was Tena là Lina, and em cứ nhớ hoài hồi đó, anh nói, em biết Tena là cái gì không em? So I just remember these things, and it's so, like, hồi nãy em nghe giọng hát của anh mà em muốn khóc, even though I've never heard him sing before. Nhưng mà it's that happy khóc, it's that, oh, nhớ, nhưng mà he taught me so much. Và khi mà đứng bên cạnh anh trên sân khấu, I feel confident. Em feel giống như là nếu mà if I fall, he's got me. Yes. Yeah, he made me feel safe. I miss him a lot, Jake. Cảm ơn Lina đã chia sẻ tâm tình của em với khán giả. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi nghe một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ, Con Rồng Cháu Tiên, qua lời của nhạc sĩ Việt Dũng, với phần trình bày của hai tiếng hát Gia Huy và Dạ Nhật Yến. Thank you.
Kính thưa quý vị, trong buổi tưởng niệm 10 năm sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, không những thế hệ trẻ có những cái kỷ niệm đẹp với anh, mà các đàn anh, đàn chị cũng có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ đến quý vị về người nhạc sĩ tài ba này. Chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi cùng nghe tâm tình của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Em chào chị và em mời chị gửi đến khán giả lời chào cũng như là một số các tâm tình của chị đối với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, thưa chị. Chào Diệu Quyên và Phương Hồng Quế, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình. Vâng, thưa quý vị, Phương Hồng Quế đã từng yêu cái bài hát của Việt Dũng khi còn ở Việt Nam, Một Chút Quà Cho Quê Hương. Cứ nghe lén ở cái radio đài Voa mỗi tối phát cái bài hát đó, và mình ngưỡng mộ cái người nhạc sĩ này. Lúc đó thì Phương Quế chưa biết rằng là Dũng là một cái người mà phải có cái đôi nạn như vậy. Thì khi mà năm 91 qua Hoa Kỳ định cư thì gặp Dũng ở trên đài radio, và từ đó hai chị em quen nhau, mà được biết là Dũng là cái người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, và yêu, rất là yêu những hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên thấy rằng mình với Dũng có chung một lý tưởng. Từ đó thì Phương Quế càng ngưỡng mộ Việt Dũng thêm. Rồi chị em sinh hoạt với nhau. Lúc mà Dũng bắt đầu mở đài Radio Bosa thì Dũng với Minh Phượng, Chí Thiện có mời Phương Quế cũng như là góp phần vô đó để làm nên cái đài radio đó. Và chị em rất là thân nhau từ dạo đó. Những cái lúc mà đi hát với nhau những cái bài nhạc đấu tranh cũng như là những chương trình lính gây quỹ thương phế binh, Quế rất là ngưỡng mộ Việt Dũng. Ở cái em còn trẻ mà em đã hy sinh cả cái tuổi trẻ của mình để đấu tranh cho quê hương, kèm theo đó là những bài nhạc của em thật là hay. Lời, những cái lời em viết như là lời Kinh Đêm, mà những cái bài như là Tự Tình Khúc. Em viết những bài mà Quế, trong đó thì Quế thích nhất là cái bài Tự Tình Khúc của Dũng. Là bởi vì khi mà em còn sống mà em đã viết những cái câu như vậy thì tất nhiên là nó ảnh vào cuộc đời của em. Đến khi mà em mất rồi thì là ở trên mộ em cũng có 4 cái câu thơ đó. Chiều nay ai ra mộ vắng, thắp giùm tôi nén nhang tàn, thương người nằm sâu đất lạnh, đau buồn quê hương nát tan. Tức là em lúc nào cũng khắc khoải về quê hương. Quý nhớ là đây là cái nón mà Việt Dũng đã tặng cho Phương Hồng Quế. Cái Giáng sinh trước khi mà Việt Dũng mất, ngay tại đài SBTN, em đang đội cái nón này. Và em lấy đội lên đầu Phương Hồng Quế, nè, em tặng chị nè. Không ngờ rằng một năm sau thì là em không còn nữa. Và Quế vẫn giữ cái chiếc nón này. Mỗi năm, mỗi mùa Giáng sinh thì Phương Hồng Quế đều đem ra để đội, để chụp hình và nhớ đến em. Rồi một cái kỷ niệm nữa, cái hôm đó là đám tang của nhạc sĩ Nhật Ngân, thì Phương Quế đến có anh Lâm Phương, có Việt Dũng. Tất nhiên là anh Nhật Ngân mất khoảng 2012, thì Dũng nói: chị ơi, ai mất chị cũng lo, chị phụ, chị làm cái này cái kia. Mai sau mà em mất á, chị phải lo cho em nghe. Lúc đó có anh Lâm Phương nữa. Cái chị mới nói: Dũng còn trẻ quá mà, chừng nào mà bao giờ mới mất, sợ chị mất trước em nữa. Nó không có rồi chị, em bây giờ em yếu lắm, lúc này dạo này em yếu lắm rồi. Nó không, chị nghĩ rằng là em
chắc chị phải đi trước em quá, nói vậy đó. Thì cái thì thôi, nếu mà em nói như vậy đó thì chị hứa là nếu mà có mệnh hệ nào mà em có đi trước á thì chị sẽ lo cho em. Cho nên một cái lời hứa như vậy, đến hồi mà đắp tang Việt Dũng thì Quế đứng bên cái hòm của em, Quế nói có hứa với em là khi nào mà chị không còn sức khỏe nữa, chị không còn đi đứng được nữa thì chị sẽ không đến thăm em. Nhưng mà kể từ đây, mỗi năm đến ngày giỗ của em thì chị sẽ đến viếng thăm em. Và cà phê đen không đường, một ly cà phê đen không đường, để mỗi một năm Quế đến để một ly cà phê đen để nhớ về Việt Dũng. Rất là thương thưa quý vị. Nhất là đọc trên mấy cái câu thơ đó, mình đọc biết bao nhiêu lần, nhưng mà khi mà ngồi bên cạnh mộ Việt Dũng mà những cái câu thơ đó đó, mình thương quá. Tại vì em tâm tư còn khắc khoải lắm. Ngày nào mà không có tự do nhân quyền ở đất nước Việt Nam mình là em nằm sâu dưới lòng đất lạnh, em vẫn còn khắc khoải. Đó là những cái điều mà Phương Quế thương và nhớ Việt Dũng rất là nhiều. Bây giờ thì em thấm thoát đã 10 năm em đi rồi. Hôm nay trời có ly mưa tầm tã, từ sáng đến bây giờ mưa tầm tã, mưa rất nhiều, thì Quế nghĩ rằng Việt Dũng, và đêm hôm nay là cái ngày tưởng niệm 10 năm của em, nghĩ rằng Việt Dũng ở nơi nào đó chắc cũng cảm động và cũng thương nhớ mọi người rất là nhiều. Nếu mà ngày nào còn sức khỏe thì Quế vẫn còn đến thăm mộ Việt Dũng, và em mãi mãi sống ở trong tim của Phương Quế, một người em rất là dễ thương, hy sinh cả cuộc đời mình cho quê hương đất nước. Cảm ơn chị Phương Hồng Quế đã chia sẻ những tâm tình rất là sâu lắng trong lòng của chị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi cầu nguyện cho ca nhạc sĩ Việt Dũng với một sáng tác của Việt Dũng, Lời Kinh Đêm. Và đây là một bài được viết lời bởi Mạn Thuận. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe Thương Linh trình bày sau đây. Biển ngây ngô hay biển man dợ,
biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Kính thưa quý vị, cố nhạc sĩ Việt Dũng qua đời 10 năm, nhưng cũng có những người quen anh 20 năm, 30 năm, 40 năm cũng muốn đến đây để chia sẻ tình cảm của mình dành cho cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe tâm tình của cô Diamond Bích Ngọc. Em chào chị. Chào Diệu Quyên. Rất là hân hạnh ngày hôm nay. Đúng là một cái duyên đó. Tại vì Bích Ngọc ở mãi tiếp bên Australia thì mới về đây được vài tuần. Thì nghe chị Phương Hồng Quế nói rằng là sẽ có cái chương trình kỷ niệm 10 năm tưởng niệm Việt Dũng. Chị Quế có nói là Bích Ngọc nên lên chia sẻ những cái kỷ niệm với lại anh Việt Dũng. Dạ vâng, và kỷ niệm vui buồn của chị với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng như thế nào? Em mời chị. Thưa với lại quý vị khán thính giả của SBTN, lâu lắm rồi mới trở lại với lại truyền hình, với lại thông tin như thế này. Bích Ngọc gặp anh Việt Dũng là năm 1983, đúng 40 năm trước. Lúc đó Bích Ngọc đang ở Melbourne, Australia, thì anh Việt Dũng cùng với chị Nguyệt Ánh đi qua bên Melbourne ở trình diễn ở Dallas Brooks Hall đó. Đó là một cái hồ rất là lớn của thành phố Melbourne, của tiểu bang Victoria thuộc về Australia. Thì Bích Ngọc cũng đến hát. Lúc bây giờ Bích Ngọc ôm đàn guitar đến hát. Thì sau khi mà hát xong á, thì xuống hậu trường thì anh Việt Dũng mới tìm đến Bích Ngọc. Đó là lần đầu tiên gặp anh Việt Dũng. Anh mới nói rằng là Bích Ngọc ơi, em có nhớ anh Vivi không? Tức là Vivi, họa sĩ Vivi Võ Hùng Kiệt, chuyên môn vẽ cái bìa những cái tranh tuổi hoa hoặc là những cái thiệp Tết, thiệp Noel đó. Thì Bích Ngọc nói, ô anh Vivi là anh đỡ đầu của Bích Ngọc khi còn ở bên trại tị nạn Pulau Bidong năm 1981, khoảng tháng 10. Thì anh Việt Dũng mới nói là anh Vivi là anh cả trong Hưng Ca. Biết là anh Việt Dũng sẽ qua Úc trình diễn và biết là em ở bên Australia này.
Cho nên anh Vivi đưa cho em cái thư này. Anh nhờ anh Việt Dũng đưa cho em cái thư này để mà liên lạc trở lại với lại anh Vivi. Wow! Bích Ngọc không ngờ là tại vì sau khi mà chia tay nhau ở bên đảo Pulabidong thì đường ai nấy đi. Anh Vivi thì về định cư ở Canada, còn Bích Ngọc thì về Australia. Thì bây giờ lại một người là anh Việt Dũng ở bên Hoa Kỳ qua bên Australia, đúng là một cái nhịp cầu hình tam giác liên lạc lại với nhau. Thì từ đó anh Việt Dũng với lại Bích Ngọc mới là kết thân tình với nhau, và Bích Ngọc cũng vô trong Hưng Ca ngay lúc đó. Đó là kỷ niệm đầu tiên. Và sau đó thì chị có bao giờ cùng với anh Việt Dũng làm một cái công việc nào đó ở trên truyền thông hay không, và có đi hát với nhau hay không thưa chị? Rất là nhiều. Việt Dũng là lúc đó làm cho đài Little Sài Gòn Radio. Lúc bây giờ là chưa phải là 1480 AM đâu, mà là 980 AM Little Sài Gòn Radio. Thì Việt Dũng đang làm với lại chị Minh Phượng. Thì sau đó Việt Dũng nghỉ ở bên đài Little Sài Gòn Radio, mới nhảy qua bên làm ở bên làm đài truyền hình cho chú Lương Văn Tỷ. Thì trước lúc đó, lúc mà đang làm ở đài Little Sài Gòn Radio, Việt Dũng mới nói với lại Bích Ngọc là Bích Ngọc ơi, tại vì lúc đó là Bích Ngọc đang làm administrator, tức là điều hành cho văn phòng luật sư của Andre Lâm, tức là my ex, ok. Thì Việt Dũng mới nói rằng là em lên đài Little Sài Gòn Radio để em làm chương trình hướng dẫn luật pháp đi. Anh nghĩ rằng là cái chương trình đó là giúp cho cộng đồng Việt Nam mình rất nhiều, hiểu về những cái luật lệ của nước Hoa Kỳ này. Thì Bích Ngọc nhận lời ngay. Và thế là Bích Ngọc là cái người đầu tiên làm chương trình hướng dẫn luật pháp ở trên đài Little Sài Gòn Radio. Năm đó là năm 1992, nếu Bích Ngọc không lầm, yes. Và mỗi một tuần thì Bích Ngọc mời một luật sư lên để mà nói chuyện, để mà hướng dẫn luật pháp cho người đồng bào Việt Nam mình ở trong cộng đồng ở này. Ở đây, đó là cái vấn đề sinh hoạt về vấn đề radio. Thì sau đó khi mà Việt Dũng ngưng không làm với lại Little Sài Gòn Radio nữa, thì Việt Dũng qua làm TV của chú Lương Văn Tỷ, đài KSCI số 18. Thì lúc bây giờ anh Việt Dũng là khoảng năm 2000, anh Việt Dũng mới gọi cho Bích Ngọc, mới nói rằng là Bích Ngọc ơi, bây giờ anh sắp sửa chuẩn bị mở cái đài, làm cái đài về sau này là Bosa Radio. Yeah, Radio Bosa với lại chị Minh Phượng đó. Thì bây giờ anh không có người để mà làm TV. Thì bây giờ Bích Ngọc thế anh đi, Bích Ngọc làm TV. Thì Bích Ngọc nhận lời. Lúc bây giờ Bích Ngọc làm TV cho bên chú Lương Văn Tỷ. Thì trong những cái chương trình như là Bích Ngọc mà hướng dẫn luật, xin lỗi, Bích Ngọc làm những cái chương trình mà phỏng vấn nghệ sĩ đời sống thật, đến từng nhà ca nghệ sĩ để mà phỏng vấn lúc đó. Thì đó là cái kỷ niệm với anh Việt Dũng. Thì một cái kỷ niệm nữa là khi mà anh Việt Dũng, anh là một người rất thông minh. Khi mà Bích Ngọc lên đài radio, Bích Ngọc có trở lại làm radio với anh một thời gian nữa. Thì Bích Ngọc thấy ha, một mặt ha, anh đánh máy, rồi một mặt anh điện thoại, mà hai ba cái điện thoại luôn, anh trả lời cùng một lúc, và một mặt anh vẫn làm radio, tức là một người mà có thể handle 4-5 công việc một cách Bích Ngọc phục sát đất luôn. Thì và như hồi nãy có những người trước Bích Ngọc đã chia sẻ là anh rất là sense of humor, tức là diễu kinh khủng lắm, tếu kinh khủng lắm, mà thương lắm, thương lắm. Rồi anh em cũng có những lúc chia sẻ, tại vì cuộc sống ai cũng vậy, có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà lúc trầm á là những lúc mà không bỏ nhau. Anh Việt Dũng vẫn gọi điện thoại an ủi cho Bích Ngọc. Và những cái lúc, tức là lúc buồn cũng như lúc vui, luôn luôn hai anh em gắn bó, thương lắm, thương lắm. Và cũng chia sẻ là anh Việt Dũng là cái người làm phù rể cho đám cưới của Bích Ngọc với lại anh Thái Nguyên ở Las Vegas cũng 20 năm rồi. 20 năm. Yeah. Nhiều kỷ niệm đẹp quá, phải không thưa chị? Vâng, em cảm ơn chị Diamond Bích Ngọc đã chia sẻ đến quý vị khán giả. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức 9 tiếng hát của ca nghệ sĩ Việt Dũng cùng với nhạc phẩm Ngày Đó. Thưa quý vị, đây là một nhạc phẩm được sáng tác bởi ca nhạc sĩ Joe Marcel. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Chiếc cầu em nhớ chăng
dài màu trắng xinh xinh, một nụ cười gợi anh đưa em vào đời, và từ đó hai đứa mình quen nhau. Ngày đó nơi chúng mình em nhớ chăng, một ánh mắt nhỏ màu nước long lanh, một cuộc tình em cho anh ngày nào. Và từ đó hai đứa mình yêu nhau. Em ơi ngày vui đó, quê hương ly tan tình duyên đó, ra đi anh mang một mối tình, một cuộc tình quá hững hờ. Em ơi ngày vui đó, ra đi em mang một duyên mới, lang thang đam mê nhiều mối tình, để lòng em rất dễ buồn. Hình bóng trên chiếc cầu tà áo xinh, một bức tranh tình còn mãi nơi anh. Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời, và anh mơ tới những ngày yêu xưa.
thưa quý vị, và trở lại với tưởng niệm 10 năm sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Nhạc Việt Dũng, thì một người nhạc sĩ cũng cùng đồng hành với nhạc sĩ Việt Dũng trong thời gian qua cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả những cái công việc cũng như là những cái đánh động của nhạc sĩ Việt Dũng đến với ca nhạc sĩ Sĩ Đăng. Em chào anh và mời anh có vài lời tâm sự với khán giả, thưa anh. Trước tiên, Sĩ Đăng xin chào Diệu Quyên và thân chào tất cả quý vị của đài truyền hình SBTN. Và cũng thú thật với Quyên là nãy giờ ngồi dưới thì nghe tất cả các anh chị chia sẻ lại những cái kỷ niệm với anh Dũng á, thì hình như là tất cả những hình ảnh của anh Việt Dũng á, 10 năm nó trở lại rất là sống. Và thật sự mà nói với Quyên là cũng cố gắng lắm để cầm những giọt nước mắt, thật sự mà nói như vậy. Tại vì khi mà nhắc em về anh Việt Dũng thì có quá nhiều kỷ niệm với ông Quyên. Và nhưng mà cũng anh ở đây anh cũng muốn kể lại một cái kỷ niệm này, nó nói lên một cái tính cách về mạnh của anh Việt Dũng. Nó là như vậy nè, đã có một ngày thì hồi xưa sau khi mà đọc tin xong á, anh Dũng á, hoặc là họp xong á, thì hay cả đám hay kéo nhau ra trước cửa trung tâm Asia hút thuốc rồi uống cà phê. Thì anh Dũng anh lúc anh vui quá sao anh đi anh trông cái nạn sao anh té, thì nó trượt ngay cái bậc thềm của Asia, anh té bật ngửa té mà thảm thương chắc lắm. Thế mà lúc đó là chỉ có mình anh và anh nhớ hình như một người nào nữa. Thì anh chạy lại thì anh Dũng mới nói được rồi, không cần, anh không cần. Mà anh té mà bật đi cái nạn mà Quyên té bật ngửa ra luôn á. Mà anh không, anh đứng lên được. Cảm ơn Sĩ Đan để anh đứng lên. Rồi anh từ từ anh tìm cách đứng lên mà rất là khó khăn. Nhưng mà anh vẫn không chịu thua, anh vẫn lại anh nắm, anh nói không được, anh đứng lên được. Và anh đứng lên được. Và anh nói là anh quen như vậy rồi. Và cái đó là cái cách để cho anh tập cái sự mà mạnh dạn của anh hơn. Tại vì đối với một người khuyết tật như anh Dũng ấy, thì anh luôn luôn cho chúng ta thấy là cái sức mạnh ở trong cái tinh thần cũng như là trong cái ý chí. Và lúc nào anh cũng phân lắm, lúc nào gặp anh là toàn những câu chuyện vui. Đó là một trong những cái điều mà Sĩ Đan không bao giờ quên. Nên Việt Dũng phải nói rất là nể anh. Tại vì thật sự mà nói té cái kiểu đó đó, mà với không có nạn mà anh vẫn đứng lên được. Đó là một cái điều mà Sĩ Đan cũng rất là khâm phục anh. Đó là một cái kỷ niệm. Anh làm em nhớ tới những lần mà Trung tâm Asia có những cái buổi quay hình ở xa. Thì nguyên một ngày ảnh bận với cái đài radio. Tới khi mà chiều ảnh tới quay thì ảnh rất là mệt mỏi. Tuy nhiên khi mà ánh đèn sân khấu nó lóe lên là tự nhiên ảnh là một cái người khác. Vui vẻ, nói năng hoạt bát, sense of humor. Một cái người mà mình thấy phục từ cái công việc cũng như là cái tinh thần làm việc của anh Việt Dũng, phải không thưa anh? Đúng thế đó Quyên. Và thật sự mà nói thì có những cái cuốn video đó, anh bắt đầu đứng lên trên sân khấu cùng với lại nhạc sĩ Trúc Hồ, Trúc Sinh, không biết Quyên còn nhớ. Tức là để nói chuyện với khán giả thì quý vị biết Sĩ Đan thì quen đứng đó hát hoặc làm, chắc còn đứng nói chuyện thì nó là một cái chuyện khác. Thì hỏi anh Dũng, em khớp anh Dũng. Thì anh Dũng anh chỉ hai điều mà cho đến bây giờ Sĩ Đan anh thấy nó vẫn work, very work. Và cái này Sĩ Đan cũng mắc lại là anh Việt Dũng mắc lại cho quý vị nè. Nếu quý vị phải đứng nói chuyện trước ống kính hay truyền hình á, mà nếu mà khớp thì anh Dũng mới nói là nếu mà em khớp á thì em lock hai cái chân lại. Tức là hai cái chân mình lock lại thì mình sẽ không có run nữa. Và cái hát thứ hai đó anh Dũng ấy dặn là khi mà em nói chuyện đó mà em cảm thấy là mình đang nói vừa phải, có nghĩa là em đang nói nhanh đó. Và khi mà em đang nói chuyện mà em cảm thấy là mình hơi dè dà, có nghĩa là em nói đúng tốc độ. Và anh giữ hai cái tại vì lúc trước đó, anh lên chương trình bình luận tốc cầu là anh nói giống như pháo nổ, anh nói cái chặt. Và sau khi anh học được cái điều đó thì anh control được cái speed. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều hai cái điều đó. Anh nói như vậy thì em cũng phải chia sẻ thêm, em cũng học hỏi Việt Dũng rất là nhiều trên cái bàn đọc tin tức. Thì ảnh là cái người mà dạy cho chúng em lúc đó cũng khoảng 7-8 người, và cái prompter để mà chạy nó nhanh, nó ngừng, và mình phải thuộc cái bài của mình sẽ đọc tiếp tới là như thế nào. Chẳng hạn như cái prompter tự nhiên nó
mất chứng bệnh gì đó, nó ngưng, nó không chạy nữa. Thì lúc đó mình đang làm mình live thì như thế nào? Đó là mình phải tùy cơ ứng biến. Yeah. Vâng, ảnh chạy rất là nhiều, mà không những cho anh Sĩ Đan, mà Diệu Quyên là cũng là một người học trò của MC Việt Dũng. Ngày hôm nay, một cái bài hát mà Diệu Quyên sẽ gửi đến quý vị. Diệu Quyên được biết anh cũng làm nhạc và anh Việt Dũng viết lời. Cái bài nhạc này nó mang anh và Việt Dũng đến với nhau như thế nào thưa anh? Vâng, cảm ơn Quyên rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái dịp tình cờ. Thì như quý vị biết, anh Dũng cũng đồng sáng tác với rất là nhiều nhạc sĩ. Và anh phải nói là anh Việt Dũng, đây cũng là một tính cách của Việt Dũng. Tức là cái sự sáng tạo và cái ngôn ngữ trong anh hầu như là phải nói là bất tận. Thì anh có một lần anh gặp, anh nói này Sĩ Đan, anh hay gọi cưng, cưng, cưng chưa bao giờ viết chung nhạc với anh nhé. Cưng có bài nào không? Thì lúc đó thì anh đang có một cái bài hát, anh đánh trên piano, anh cũng giống nhạc sĩ Trúc Hồ, là cũng đánh một số mấy cái bài piano, rồi mình thu những cái melody hay, mình để đó. Rồi xong em nói ok, để thử anh Việt Dũng nha. Cho nên anh Dũng ơi, em có một cái bài này, nó lãng mạn lắm, anh em nhờ anh viết lời giùm em nhé. Cái anh nói đâu, gửi cho anh đi. Lúc đó thì chưa có cái email gì, cho nên buổi sáng anh cầm cái thép cassette vô, anh đưa cho anh Việt Dũng. Thì đến chiều anh đang ở nhà thì anh nói, cưng, lên đây lấy bài. Chỉ tới chiều thôi. Thì anh nói, ồ, wow, viết lẹ, giờ biết có hay không. Nhưng mà phải nói là khi mà anh cầm cái bài nó lên, anh hát theo. Anh chỉ viết cái lời mà anh viết giống như là chắc đang ngồi, anh nghĩ chắc đang ngồi đọc tin hay đang ăn trưa gì mà viết ngoạc ngoạc vậy đó. Và anh đọc lên, anh giật mình luôn vì cái lời nó thật là du dương, nó thật lãng mạn, thật là đúng ý. Và cái lời văn và nó đi cùng với cái nốt nhạc á. Và anh đặt tựa đề luôn là Mùa Thu Trên Phím Đàn. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức Mùa Thu Trên Phím Đàn, nhạc sĩ Sĩ Đan và lời của nhạc sĩ Việt Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Thiên Kim.
đèn khuya dường như khóc thầm, bàn tay tìm ai trong đêm hoang lạnh bao thương nhớ khôn nguôi, để một tim môi ngỡ ngàng tình yêu lạc trên phím đàn, giờ đây chỉ còn nước mắt em rơi lệ chưa chan. Gọi anh từng đêm nhớ người, gọi em ngàn năm đứng đợi, chiếc lá thu pha gió cuốn mưa bay rơi xuống trên tay, chiều mưa ngồi bên phím đàn buồn rơi mùa thu vỡ vàng, bóng tôi cô đơn đêm nay một mình chờ gió thu sang, bóng tôi cô đơn đêm nay một mình chờ gió. Thưa quý vị, trong buổi tưởng niệm 10 năm Việt Dũng thì chúng ta đã nghe chia sẻ rất nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ về tiếng hát của Việt Dũng cũng như là cái công việc nhạc sĩ Việt Dũng đã làm. Tuy nhiên, một người mà Dự Quyên sẽ được nói chuyện tiếp đây thì cô không những quen tâm tình thân thiết với Việt Dũng mà còn hát chung với Việt Dũng nữa. Rất là đặc biệt, Diệu Quyên muốn nói tới ca sĩ Thúy Vi. Chào Thúy Vi. Thúy Vi xin chào Diệu Quyên, xin chào quý khán giả của SBTN. Thúy Vi quen nhạc sĩ Việt Dũng từ lúc nào và có những cái đặc biệt chia sẻ với khán giả ngày hôm nay về những cái kỷ niệm buồn vui của Thúy Vi và đặc biệt với cái bài hát mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chốc lát nữa đây. Thưa Diệu Quyên, thưa quý vị, Thúy Vi quen với anh Việt Dũng từ lúc mà trong đầu của Thúy Vi đó là nó xa xưa lắm, từ lúc xa xưa, lâu như lắm như từ kiếp nào. Và anh Dũng không có phải là Thúy Vi không có kỷ, không những có kỷ niệm với anh Dũng mà anh Dũng còn là người ơn của Thúy Vi, cho nên Thúy Vi thường hay nghĩ anh là thiên thần hộ mệnh của ơn mình là như thế nào. Anh Dũng thì cũng ngày này 10 năm trước là nghe tin anh mất, thì sau đó đó mới là lúc mà Thúy Vi ngồi nhìn lại nhớ tới anh và nhìn lại những cái thời gian mà khó khăn nhất trong cuộc đời của mình đó. Cái thời gian mà giống như mình đang đứng ở ngã ba đường, cuộc đời mình bắt đầu một chương sách mới mà chương sách đó nó mù mịt. Cho nên như đó là lúc anh Dũng xuất hiện, thiên thần hộ mệnh, anh Dũng xuất hiện và anh nâng đỡ tinh thần, anh giúp đỡ. Đó cũng là lúc Thúy Vi nghĩ là khoảng vào năm 2007 là lúc anh giới thiệu cho Vi được vào làm cho SBTN, làm sứ ngôn viên. Đó cũng là lúc mà Thúy Vi có cơ hội được gặp gỡ và làm việc chung lại với Queen, với Trúc Hồ và gắn bó với khán giả của SBTN cho đến ngày nay. Đó là nhờ anh Việt Dũng giới thiệu cho Thúy Vi. Thì giống như anh Nam Lộc nói lúc đầu thì Thúy Vi nghĩ đó là một cái định mệnh gắn liền giữa anh và Thúy Vi. Cho nên Thúy Vi cũng xin mượn nơi này để cảm tạ anh. Từ lúc anh mất là chưa bất ngờ quá, không có nói lời cảm ơn với anh được.
cũng cần cái duyên như thế nào mà chị Quyên nghe Thúy Vi hát chung với Việt Dũng trong một cái bài hát Và Em Hãy Nói Yêu Anh. Tại sao? Lúc đó như thế nào? Anh Việt Dũng không chỉ sáng tác nhạc đấu tranh hay mà anh sáng tác nhạc tình cũng rất là hay. Anh hay anh cũng hay lấy cảm hứng cho nên anh hay dò la và thế vì hỏi về gọi là gì tình duyên gia đạo như thế nào như thế nào để anh lấy cảm hứng viết. So anh có viết cho thế vì nhạc phẩm Yêu Người Muộn Màng nè, rồi Có Yêu Em Không, và sau đó là Và Em Hãy Nói Yêu Anh. Nhưng mà cái nhạc phẩm đó rất là đặc biệt vì anh viết cho nhạc phim Đúng rồi. Thời Hùng Vương thứ 18 do nhóm Cinema Pictures và Charlie Nguyễn thực hiện, thì Thúy Vi cũng có đóng một vai trong đó, cho nên vừa được đóng mà vừa được hát chung với anh. Bài đó rất là hay Thúy Vi. Và Diệu Quyên nghe cái bài đó cũng nhiều lần, nghe đi nghe lại. Và cái đoạn mà hai người cùng luyến lấy với nhau, chúng tôi mời quý vị nghe Thúy Vi và Việt Dũng cùng nhau hát nhạc phẩm Và Em Hãy Nói Yêu Anh. Đây là nhạc và lời viết bởi ca nhạc sĩ Việt Dũng. Chờ em nói tiếng yêu thương ngàn đời vẫn
trăng khuyết, tình muôn đời tha thiết. Mị nương em hỡi yêu em, tình cay đắng nghẹn ngào. Và em luôn nói mà em yêu anh, dù tình yêu chẳng mạnh. Và em luôn nói mà yêu anh, dù đời đã rêu ràng. Bàn tay níu kéo đêm đen để vầng trăng vỡ. Quý vị, trong buổi tưởng niệm 10 năm sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ngày hôm nay, chúng ta đã nghe những lời tâm tình từ các anh, đàn chị, và bây giờ thì những đàn em của anh Việt Dũng cũng muốn tới đây để mà chia sẻ tâm tình của mình. Kế bên chị Khuyên đây là Orchid Lâm Quỳnh, một người em rất là trẻ trong gia đình SPTN và Asia. Chào em và mời em có vài lời với khán giả cũng như là tâm tình với Việt Dũng. Lâm Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Em chào chị Diệu Quyên. Kính thưa quý vị, nói rằng là người em nhỏ nhất nhưng mà thoáng một cái đã 20 năm trôi qua. Lâm Quỳnh phải nói rằng là cái ngày 20 tháng 12 năm 2013, Lâm Quỳnh vẫn nhớ không có một cái gì nó lạc phai ở trong trí nhớ của Lâm Quỳnh hết. Thì Lâm Quỳnh nghĩ rằng là suốt một khoảng thời gian 10 năm từ cái ngày anh ra đi và suốt cả một khoảng thời gian 10 năm thì rất là nhiều người thương nhớ anh. Họ nhớ đến anh như là một người nhạc sĩ tài ba, một người ca sĩ, một anh hùng của đất nước. Và những đàn em như Lâm Quỳnh thì lại nhớ đến anh như là một người anh, một người chú, một người thầy. Riêng đối với Lâm Quỳnh đó, thì Lâm Quỳnh lại nhớ đến anh như là một người đàn ông cực kỳ cô đơn. Lâm Quỳnh còn nhớ rằng là những cái buổi nói chuyện, hai anh em nói chuyện với nhau, thì Lâm Quỳnh chỉ thấy ở trong anh một cái nỗi cô đơn mà nó chìm sâu, rất là sâu. Và anh tâm sự với Lâm Quỳnh rất là nhiều lần, và anh luôn luôn nói cái câu đó, là anh nói là Orchid ơi, anh cô đơn quá. Thì sau này Lâm Quỳnh mới hiểu ra được là cô đơn là cái nơi ẩn náu của những thiên tài. Vì vậy sau 10 năm trôi qua thì Lâm Quỳnh chợt nhận ra là đã đến lúc mình không nên ích kỷ với anh Việt Dũng nữa. Lâm Quỳnh nghĩ là anh sống cả một cuộc đời của anh cho quê hương đất nước, cho những người thân yêu của anh, cho đồng bào Việt Nam. Vì vậy cái hôm 20 tháng 12 năm 2013, cái khi tim của anh ngừng đập, thì đó cũng là lúc Lâm Quỳnh nghĩ là anh mới thực sự sống cho riêng anh. Và Lâm Quỳnh nghĩ rằng là lúc đó là lúc anh được quyền chọn cho anh một đời sống mới, một đời sống chỉ có riêng một mình anh thôi. Thì Lâm Quỳnh nghĩ rằng là tới ngày hôm nay, Lâm Quỳnh đủ lớn, đủ già để thấy là mình phải để anh ra đi, để anh được sống cuộc sống của riêng anh. Và Lâm Quỳnh nghĩ là đối với cái tình yêu giữa hai anh em thì chắc chắn sẽ có ngày hai anh em hạnh ngộ. Trên sân khấu, mỗi lần mà em làm việc với Việt Dũng thì cái kỷ niệm nào mà em nhớ nhất? Ngày hôm nay thì chắc rằng là nhiều người sẽ kể với lại quý khán thính giả về những cái kỷ niệm. Riêng Lâm Quỳnh thì cho Lâm Quỳnh kể về những bài học được không chị? Được chứ. Tại vì đối với lại Lâm Quỳnh thì rằng là Lâm Quỳnh học được của anh rất là nhiều bài học. Cái bài học đầu đời của một cái cô bé 17 tuổi có cái phần rất là, thời đó rất là máu lửa, và có một cái sự phải nói là hơi ngang tàng.
thì anh Việt Dũng là người nói rằng là em ơi, mình dịu xuống nghe em. Thì đó là cái bài học đầu tiên, và Lâm Quỳnh nghĩ rằng là đó là một bài học mà Lâm Quỳnh nhớ nhất. Và nói Lâm Quỳnh nói rằng là cảm ơn anh. Cái ngay cái khoảng thời gian đó đó thì mình cứ muốn mình phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy cái khả năng của mình, và trước mặt chứng tỏ cái người cho cái người thầy trước mặt mình đó là anh Việt Dũng. Nhưng mà sau đó thì Long Quỳnh thấy rõ là anh Việt Dũng thấy hết tất cả những điểm xấu của mình, nên có mình có chứng tỏ bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng lòi ra điểm xấu. Thì Long Quỳnh nghĩ rằng là đó là cái bài học mà Long Quỳnh nhớ nhất của anh, là mình cứ dịu xuống, thì cái dòng sông á, khi mà nó trôi êm ả thì có thể rằng là nó sẽ trôi lâu dài hơn. Và Lâm Quỳnh rất là nhớ về bài học đó, cảm ơn anh rất nhiều. Sau này thì sau những lần vấp ngã thì đương nhiên Lâm Quỳnh vẫn luôn luôn nhớ đến lời của anh, và cảm ơn anh đã cho Lâm Quỳnh bài học, cũng như rằng là gắn những cái phải nói rằng là những cái giỏ hoa trên cái con đường của Lâm Quỳnh, tuy nó có chông gai nhưng mà một phần lớn là do anh Việt Dũng có trải hoa ở trên đó, nên Lâm Quỳnh cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Lâm Quỳnh đã chia sẻ cảm tưởng của mình đối với ca nhạc sĩ Việt Dũng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nhạc ngoại quốc lời Việt Dũng qua phần trình bày của ca sĩ Đoàn Phi với nhạc phẩm Say Tình. Cho em thương yêu em thương yêu à, đêm bước ra đi đừng cố quay đi, em biết anh cần em, anh muốn được gần em. Why người lại quay bước trong đêm dài tay, sao người lại từ chối tim tôi? Tôi đang trong cơn say papillo, nhớ thương em xin mẹ bao ngày người yêu dấu, xin cho tôi đêm nay được gần em papillo, vì nếu không em trái tim này không yêu anh. Tôi đang trong cơn say đêm nay người yêu dấu, xin em đừng quay lưng để xa tôi đang vẫn vương, vì em tin tôi đang nhớ tôi đang thương. Để hứa yêu thương và những tờ vờ khi xưa em hứa có còn không hay chỉ là đùa vui, hỡi em yêu lời hứa thương yêu em chỉ cho anh. Thương yêu anh, thương yêu à. Người đã quên sao tình sẽ lao đao, cho thế gian ngừng quay, cho tháng năm giờ đây. Why cuộc đời là những phút vui không dài tay, sao tình mình lại sớm phôi phai? Tôi đang trong cơn say papillo, nhớ thương em xin mây bao ngày người yêu dấu, xin cho tôi đêm nay được gần em papillo, nếu không em trái tim này không yêu anh. Tôi đang trong cơn say đêm nay người yêu dấu, xin em đừng quay lưng đừng xa tôi đang vẫn vương, vì em tin tôi đang nhớ tôi.
Kính thưa quý vị, trong buổi tưởng niệm 10 năm ca nhạc sĩ Việt Dũng ngày hôm nay, chúng ta đã nghe anh Việt Dũng coi như là trao cái tâm hồn của mình gần gũi với một số các anh chị em ca nghệ sĩ. Tuy nhiên mà một người chúng tôi sẽ mời nói chuyện hôm nay là một học trò với anh Việt Dũng cách đây cũng khoảng 20 năm. Và ngày hôm nay cũng góp mặt để tâm tình gửi đến quý vị, chúng tôi học được gì từ cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Mời Đỗ Tân Khoa. Dạ vâng, Đỗ Tân Khoa trước tiên xin thân ái mến chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN cùng với chị Dư Quyên. Em nhớ gì nhất nơi anh Việt Dũng và em đã học hỏi gì nơi anh Việt Dũng? Khi mà Đỗ Tân Khoa được chị Dư Quyên chấm trong một cái chương trình dạy tiếng Việt. Tu nghiệp sư phạm. Tu nghiệp sư phạm. Và có hỏi rằng Đỗ Tân Khoa muốn trở thành sướng ngôn viên hay không. Thì Đỗ Tân Khoa nói em đâu biết gì đâu. Thì chị Diệu Quyên mới nói rằng không sẽ có người dạy cho mình. Thì lại bất ngờ người thầy đó lại là anh Việt Dũng. Đúng rồi. Thì cả một ekip anh chị em sướng ngôn viên của đài truyền hình SBTN bao gồm chị Diệu Quyên, Đỗ Tân Khoa, Tô Uyên, rồi có Diễm Ti. Uh-huh. Có Đỗ Phủ, Nguyễn Tuấn Huế. Dạ vâng. Những người đầu tiên của đài truyền hình SBN đều được thầy Việt Dũng dạy cho và liên tục 6 tháng, mỗi ngày đi làm về từ 6 giờ đến 8 giờ tối, đôi khi tới 9 giờ để mà lên đọc tin, huấn luyện trở thành sướng ngôn viên, phỏng vấn, tất cả anh đã truyền dạy hết để mà trở thành một người sướng ngôn viên thực thụ và có khả năng, chứ không phải là tay mơ. Không tại Cali mà sau này còn qua Boston, còn qua các tiểu bang khác nữa, Khoa nhớ không? Dạ đúng, và bên cạnh công việc của anh thì anh biết rất là nhiều người và anh đã vươn cánh tay dài để mà có thêm những đài SBTN local mang tin tức ở những nơi khác về cho SBTN trung ương. Và không những vậy, anh không ngại mỗi lần đi show tới đâu là anh huấn luyện các bạn trẻ đó và dạy cho họ cách phát âm, dạy cho họ trở thành những người sướng ngôn viên thực thụ và dạy cho họ yêu quê hương Việt Nam. Cái tinh thần của anh lúc nào cũng rất là kiên cường và mạnh mẽ và rất là positive và mang cái năng lực đó đến và truyền tải cho tất cả mọi người. Và những cái kinh nghiệm mà vui nhất, từ vì Đỗ Tân Khoa nghĩ rằng khi nói về một người đã đi xa, không phải chỉ nói về những cái gì buồn thương tiếc, mà những kỷ niệm mà chị Diệu Quyên nói rằng em có những kỷ niệm vui buồn, thì Đỗ Tân Khoa nhiều ngày tua lại một cái vòng tua mười mấy năm trời quen biết anh Việt Dũng, thì mình sẽ nói gì đây? Mình có quá nhiều những cái kỷ niệm đối với anh Việt Dũng. Thì những điều gì mình nhớ nhất, những kỷ niệm gì vui buồn nhất, thì lại nhớ đến những cái vui với anh. Chẳng hạn như là những buổi chiều anh đọc tin, thì thường Đỗ Tân Khoa đọc tin trước khi anh Việt Dũng và chị Diệu Quyên đọc tin buổi chiều. Thì anh là một tay chống cái nạng, một tay lần ở trên cái cầu thang để mà đi lên. Là anh lúc nào mày cầm cái nạng cho anh. Rồi là Đỗ Tân Khoa điên trước, ảnh bò lên ở đằng sau. Đúng. Xong rồi là Đỗ Tân Khoa cầm cái nạng đi luôn. Anh nói kêu, thằng quỷ. Mày đưa cái nạng cho tao. Trễ giờ đọc tin của anh rồi. Đó. Rồi có những hôm mà tới thì thường là chị Diệu Quyên làm make up cho anh Việt Dũng. Đúng rồi. Có ngày thì chị Duyên không đến. Thì có ngày Đỗ Tân Khoa đọc tin với anh Việt Dũng. Anh nói mày làm make up cho anh đi. Thì mặt anh Việt Dũng thì thật sự là có những cái vết rỗ. Đó, chị làm make up cho anh Việt Dũng, chị nhớ rất nhiều vết rỗ. Thì em lại lấy cái foundation đó, mà lúc đó là nó đặc á. Em lấy cái que em trét, em lắp hết những cái lỗ đó cho ảnh, để em nghĩ rằng cho cái mặt láng. Tới chừng mà lên đó thì giống như là
bị bệnh vậy á, là tại vì những cái đó nó lại nổi lên. Đúng rồi. Đó, những cái lỗ đó nó lại nổi lên, chấm giống như bị ban vậy đó. Rồi xong rồi là nhìn cười mà cười không thể nín được cả một cái buổi độc tình. Cứ nhìn cái mặt ảnh thì không thấy ở ngoài, nhưng mà nhìn lên tivi là thấy mặt quá trời bị ban luôn. Vì Dũng đấy, nó chơi tôi đó. Mà vô hình chung là thật sự mình không biết nhưng mà cứ cười cái ngày hôm đó vừa độc tình mà không nín được cười. Và nhiều lắm. Và ngày nào anh em cũng gần như là nói chuyện với nhau mỗi ngày. Và mỗi lần trước khi cúp phone là anh luôn luôn hỏi còn gì nữa không, anh cúp phone à. Và anh Việt Dũng đến trong cuộc đời của Đỗ Tân Khoa như là một cái một gì đó rất là may mắn, rất may mắn để có được và biết được anh Việt Dũng. Và như hồi nãy Đỗ Tân Khoa có nói rằng khi mình tua lại cái hành trình đồng hành cùng với anh Việt Dũng, ngoài việc được anh hướng dẫn, chỉ dạy về nghề nghiệp, anh cũng là một người thầy về tinh thần trong cuộc sống, một người anh rất là thân thương trong gia đình. Mỗi một năm đến giỗ của anh thì ở nhà, bà xã với mẹ của Đỗ Tân Khoa vẫn làm một mâm cơm để tưởng nhớ đến anh. Và ngay sáng ngày hôm nay khi bày mâm cơm lên trên bàn thờ với hình ảnh của anh, thì Đỗ Tân Khoa cũng nói với các con của mình rằng bác Việt Dũng is my mentor. Anh, như Lâm Quỳnh có nói rằng anh là người đã trải hoa hồng trên cuộc đời của Lâm Quỳnh, thì đối với Đỗ Tân Khoa, Đỗ Tân Khoa nghĩ rằng còn hơn là hoa hồng. Vì không có Việt Dũng thì không có một MC Đỗ Tân Khoa, không có một sứ ngôn viên của Đỗ Tân Khoa, và không có một người tự tin Đỗ Tân Khoa hiện nay và bây giờ. Và những gì mà Việt Dũng cho Đỗ Tân Khoa là cả một cái kinh nghiệm của một đời người, và cái niềm tin, niềm yêu vào quê hương. Anh không phải chỉ một mình dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho tự do nhân quyền cho Việt Nam, mà anh còn kêu gọi rất nhiều các bạn trẻ để hiểu như thế nào là yêu quê hương và tranh đấu cho cái tự do dân chủ, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Đỗ Tân Khoa được vinh hạnh đồng hành với anh từ các chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, rồi chương trình cho hát cho người dân oan khi mà Ninh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị đàn áp ở tại quê nhà, thì ở đây đưa ra những cái chương trình hát cho đồng bào để vận động trong quê nhà. Rồi cũng được anh hướng dẫn, hỗ trợ cho đài truyền hình SBTN ký thỉnh nguyện thư để kêu gọi tự do cho Việt Khang, cho dân quyền, cho Việt Nam. Và phải nói rằng với sự hỗ trợ của đài truyền hình SBTN, một rất đông những người từ khắp 50 tiểu bang đã đi vào Quốc hội Hoa Kỳ để mà vận động cho nhân quyền của Việt Nam. Và đó là một lịch sử. Một lịch sử mà nếu Đỗ Tân Khoa nghĩ rằng nếu không có Việt Dũng thì khó mà có thể thực hiện được. Và nếu không có Việt Dũng thì không có Đỗ Tân Khoa của ngày hôm nay. Chị cảm ơn Khoa đã tới và chia sẻ quý vị khán thính giả về một người thầy của mình bằng cái tấm chân tình của mình. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức một nhạc phẩm. Đây là nhạc bởi nhạc sĩ Jason Lâm, viết lời bởi nhạc sĩ Việt Dũng, qua phần trình bày của hai tiếng hát Gia Huy và Thanh Trúc, Mùa Hè Rực Rỡ. Gió mát giữa trưa nắng hay, như bờ cát trắng có em
em là con sóng quấn quanh bờ trời. Anh là tia nắng cho em nhất ngày. Mùa hè rực rỡ tình ta thiết tha ngàn câu hát tình trong xa. Gió hay quấn lên cuộc tình đầu tiên. Nắng hay sáng lên cuộc đời thân tiên. Hãy hát khúc ca mùa hè của ta. Hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Hãy làm ngư nữ bơi trong biển xanh. Em là tiếng hát dù anh ngất ngây. Anh là mây trắng theo em đó đây. Mùa hè rực rỡ tình ta thiết tha ngàn câu hát tình trong xa. Gió hay cuốn lên cuộc tình đầu tiên. Nắng hay sáng lên đời thân tiên. Hãy hát khúc ca mùa hè của ta. Hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Rời vòng tay tình yêu say đắm. Đừng rời nụ hôn cho tim ngỡ ngàng. Mùa hè rực rỡ muôn lời ca vang. Trong vòng tay ấm mơ màng cùng tia nắng. Gió hay quấn lên. Gió hay quấn lên. Cuộc tình đầu tiên. Nắng hay sáng lên cuộc đời thân tiên. Cuộc đời thân tiên. Hãy hát khúc ca. Hãy hát khúc ca mùa hè của ta. Mùa hè của ta. Hãy hát khúc ca. Hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Hãy hát khúc ca mùa hè của ta. Hãy hát khúc ca. Hát hát mùa hè rực rỡ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay khi nhắc tới cố ca nhạc sĩ Việt Dũng thì chúng ta nhắc tới một ekip học từ anh Việt Dũng để làm sứ ngôn viên, và trong đó một người em mà quý vị cũng đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua từ ngày mà SBTN ngày đầu tiên gửi đến quý vị, đó là cô em của chúng tôi Victoria Tố Uyên có mặt ngày hôm nay. Chào em và mời em có vài lời với khán giả cũng như là chia sẻ cái tâm tình của em về cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Dạ, Tố Uyên xin kính chào chị Diệu Quyên và cũng xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Khi mà chị text cho em hơn một tuần trước thì em cũng có cầu nguyện Chúa, tại vì em thấy 10 năm đi quá là nhanh. Em không nghĩ rằng là mới đây 10 năm mà anh không còn nữa. Thì em cũng hỏi Chúa là Chúa ơi, Chúa muốn con chia sẻ những cái điều gì, những cái kỷ niệm gì mà con được trong những năm đầu tiên khi mà anh Việt Dũng huấn luyện cách đọc tin tức. Bởi vì chắc chắn quý vị cũng biết rằng là hơn 20 năm trước khi mà anh Trúc Hồ gọi Tố Uyên từ San Jose
hỏi Tô Uyên rằng là em có muốn đến đài SBTN đọc tin hay không, thì em nhớ rằng là lúc đó em đang làm cho một công ty Mỹ ở trên San Jose, và em nói với anh Trúc Hồ rằng là em không có biết gì về truyền hình. Tại anh Hồ nói rằng là anh sẽ mở đài Việt Nam, và anh nhớ là mấy tháng trước em có nói rằng là em tính dọn về LA để em đi đóng phim. Thì em nói yes, cái đó là cái ước, cái giấc mơ của em. Thì anh Hồ mới nói rằng là ok, nếu vậy thì em xuống anh làm cho đài cho anh đi. Thì em mới nói với anh Hồ rằng là anh ơi, em không có kinh nghiệm, bởi vì em không biết gì về truyền hình, em không có học về cái lĩnh vực đó, em không biết gì hết thưa anh. Thì anh Hồ mới nói rằng là không sao, vậy thì em có biết tiếng Việt hay không, biết đọc hay không? Thì Tô Uyên mới nói rằng một chút. Anh Hồ cũng nói vậy, em có biết viết hay không? Thì em cũng nói rằng một chút. Thì anh Hồ anh cười, anh mới nói đừng có lo, sẽ có một thầy rất là ngầu, rất là giỏi dạy dạy em. Thì anh Trúc Hồ mới nói rằng là anh Việt Dũng sẽ train em. Thì em cũng hồi hộp, thì em cũng gọi là say yes, ok, vậy thì em sẽ chờ em mấy tháng em suy nghĩ, bởi vì đây là một cái quyết định nó rất là lớn ở trong cái cuộc đời của em, bởi vì lúc đó em làm cho một công ty Mỹ, làm cũng một good job. Nếu mà xuống là mình phải bắt đầu lại từ đầu. Và đó là cái hành trình của tháng 9, bắt đầu huấn luyện là tháng 10, 2001. Và đó là lần đầu tiên được, mặc dù là nghe về anh Việt Dũng, tại vì anh Việt Dũng với mẹ em cũng biết nhau trước đó, thì lúc đó là bắt đầu là anh huấn luyện và anh train. Mà những cái kỷ niệm em nhớ về anh Dũng đó là anh là một người rất là dịu dàng. Anh là một người lúc nào cũng very optimistic. Nhìn một cái lúc nào cũng có một cái nhìn rất là tốt đẹp, và anh Tô Uyên biết rằng là tiếng Việt rất là dở, bởi vì lúc đó em nhớ là ngồi trước cái prompter đọc á, mà em mồ hôi á, chảy, tại vì mình run, mình không biết là mình đọc cái gì. Một cái bản tin mà Tô Uyên đọc, giống như là mỗi lần thấy anh Hồ đi ngang hay là chị Quyên thì good, nhưng mà thấy anh Hồ với chị Thi Vân vào là em ngồi oh my goodness, I don't know what I'm doing here, but I'm just gonna do my best. Nhưng mà nói thật là em cảm ơn anh Việt Dũng, bởi vì anh luôn là một người thầy lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng, và dạy những người như là anh Đỗ Tân Khoa, huấn luyện anh Khoa. Em với anh Khoa là hai em đầu tiên, cũng có chị Quyên, có chị Quế Trang, có chị Diễm Ti, có anh Tuấn, anh có Diệu, anh Phổ. Đây là những người gọi là OG đó, original đó. Và em cũng có những cái kỷ niệm, có một lần hồi nãy em ngồi trong đó nghe thì tự nhiên một cái hình ảnh đến với em, đó là chị Quyên. Thường thường lâu lâu khi mà anh Dũng sau này anh cũng rất là bận rộn, thì có một lần tình cờ thì cái buổi trưa hôm đó chị em mình đi ăn phở với anh Việt Dũng, thì đi ra cái quán phở gần đài đó chị Quyên, thì em không biết là chị có nhớ hay không. Thì khi ngồi ăn thì anh Dũng thì anh cũng rất là thích giỡn, là bởi vì cái đó giỡn nhưng mà giỡn rất là nhẹ nhàng. Thì anh ngồi anh giỡn, nhưng mà thật tình á là em không có giỏi về những cái joke Việt Nam, thì em mặt em đờ, em nói ồ anh ơi cái đó là gì vậy. Nhưng mà có những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm khi mà em ngồi em suy ngẫm lại, thì em nói wow, cảm ơn Chúa cũng cho em được cái cơ hội được quen biết anh Việt Dũng và được học hỏi từ một người thầy. Và cái kỷ niệm nhiều hơn đó là lúc mà đi qua bên Úc Châu, đài SBTN mình launch bên đó đó chị Quyên. Thì đó cũng là cái thời gian mà em biết thêm, và em thấy cái anh Dũng làm việc rất là calm, very calm, he's very calm and just loving, just very loving, and I think that's so beautiful. Cái đó là cái một trong những cái nét đẹp về anh Việt Dũng, là luôn luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và yêu thương. Tất cả những người em nào mà không biết gì đến với anh hỏi thì anh luôn luôn anh chỉ dạy. Đó là một cái điều mà em cũng học được từ anh Dũng. Mình không, cho em xin dùng một cái lời của Chúa nói rằng là perfect love casts out all fear. Đó là cái tình yêu trọn vẹn của Chúa đó. Khi mình có cái tình yêu trọn vẹn của Chúa, đó là mình sẽ xua đuổi những cái sự sợ hãi. Và trong khi mà em ngồi em suy ngẫm lại đó, thì em thấy đó là anh Dũng có cái tình yêu perfect love, cái tình yêu trọn vẹn của Chúa, nên anh không có bao giờ anh sợ, và anh luôn luôn anh yêu thương mọi người, và anh dịu dàng và nhẹ nhàng với tất cả những người mà đến với anh nhờ anh giúp.
Dạ, đó là những cái kỷ niệm mà em nhớ về anh Việt Dũng, thưa chị. Chị nhớ khi mà anh Việt Dũng dạy thì ai cũng có một cái cơ hội đều đọc tin tức hết. Rồi Tố Uyên cũng đọc tin tức, chị Khoa, ai cũng được ngồi trước cái prompter để mà nhìn và đọc cái bản tin. Thì ai cũng bình thường đọc sao hết, còn Tố Uyên cứ ngồi như vậy, thưa quý vị. Anh Việt Dũng nói, hời Tố Uyên, chị, anh nghĩ là em nên làm cái khác đi. Thế là chọn cho Tố Uyên cái phỏng vấn. Phỏng vấn thì Tố Uyên rất là giỏi, tự nhiên nói năng lưu loát, tự nhiên một cái người khác liền. Ý chị nói đây là anh Việt Dũng biết nhìn người. He knows cái đó hợp với cái người nào và khuyên cái người đó nên đi cái hướng đó. In the way that làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng chứ không cảm thấy bị áp lực. Right? Và tới bây giờ thì chị thấy Tố Uyên thành công khi mà anh Việt Dũng chọn cho con đường của em là phỏng vấn. Thì quý vị thấy rồi, phỏng vấn Hollywood, hồi xưa muốn làm tài tử mà bây giờ phỏng vấn tài tử. Cái này còn muốn quá chừng, thấy không? Có như là Việt Dũng cho một, em được 10 đó. Yes, đó là, yes, I mean, anh Dũng có được cái ơn, được cái tài là anh nhìn ai, và cái đó cũng là cái điều mà Chúa cũng cho anh, là anh có cái ơn, anh nhìn ai, anh thấy rằng người đó có cái gift, có cái tài về cái lĩnh vực đó. Đúng. Nhưng mà em nói thật với chị ấy, là khi mà mỗi lần mà nhìn trước, ngồi trước cái ống kính mà nhìn cái prompt đọc tin á, là áo em ướt mềm, là bởi vì em lúc đó em nói với anh chị, em nói em không có hiểu cái bản tin em đang đọc thì làm sao khán giả có thể hiểu em đọc. Chính em mà em không hiểu. Đúng rồi. Thì em cũng cảm ơn anh Dũng là nhìn ra cái điều đó. Yeah. Mình phải hiểu đọc cái gì. Vâng, cảm ơn Tố Uyên có mặt ngày hôm nay ở rất là xa. Nghe chị Quyên nói là chúng ta có cái buổi tưởng niệm anh Việt Dũng 10 năm, thì Tố Uyên cũng đã bỏ thời gian tới đây, cũng như là Lina hoặc là các bạn ở xa, không màng cái ngày hôm nay có mặt. Chị cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức một nhạc phẩm ngoại quốc được viết bằng lời Việt bởi nhạc sĩ Việt Dũng. Nhạc phẩm có tựa đề là Tango Mộng Mơ, qua phần trình bày của ca sĩ Dạ Nhật Yến. Closer.
Kính thưa quý vị cũng đã biết cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ngoài là một người sáng tác, viết nhạc, ca sĩ và anh cũng là một người, một con chim đầu đàn trong một nhóm Ngọc Trong Tim. Các em rất là quý mến anh. Ngày hôm nay chúng tôi xin được nói chuyện với Nguyễn Đức Đạt, cũng là một trong các anh em trong nhóm Ngọc Trong Tim. Chị mời Nguyễn Đức Đạt gửi một vài lời với khán giả cũng như là chia sẻ với khán giả về tâm tình của em đối với anh Việt Dũng. Nguyễn Đức Đạt xin kính chào chị Yêu Quyên và chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình SBTN tưởng niệm 10 năm sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Đây là cái đàn, sở dĩ em ôm cái đàn này ở đây là vì trong cái đàn này có nhiều chữ ký của các đàn anh đàn chị ca sĩ cũng như nghệ sĩ ở khắp nơi nơi. Và trong đó có chữ ký của anh Việt Dũng nữa. Một chút xíu nữa sẽ có một cái đoạn video clip nói rõ hơn về cái đàn này. Thưa chị Diệu Quyên, riêng với Nguyễn Đức Đạt, kỷ niệm của em có với anh Việt Dũng thì rất là nhiều. Nhưng tuy rằng không bằng các đàn anh đàn chị đã làm việc với anh lâu năm, nhưng mà anh là một người mà em rất là thần tượng. Vì có một lần em có trong một cái buổi dạ hội ở bên Texas, thì sau khi cái trình diễn, cái phần trình diễn của em xong rồi, thì anh Việt Dũng lúc đó là MC ra, anh nói như thế này: thưa quý vị, xin cảm ơn phần trình diễn của em tôi Nguyễn Đức Đạt, và kính thưa quý vị, Việt Dũng tôi từ nay không thấy cô đơn nữa, bởi vì tôi có một đứa em đồng cảnh. Mặc dù anh không dùng chữ khuyết tật, nhưng mà cái câu nói đó đó, nó hơn tất cả những cái lời khuyến khích này nọ, cố gắng lên hay này nọ. Mặc dù em gặp anh rất là nhiều lần, lần nào anh cũng khuyến khích em như vậy, nhưng mà trong đời em sẽ nhớ mãi mãi cái câu nói của anh là bây giờ anh hết cô đơn, bởi vì có một đứa em đồng cảnh. Cảm ơn. Mà chị nghe em nói như vậy, chị thấy anh Việt Dũng sao ảnh giỏi quá. Ảnh làm được bao nhiêu thứ, nói bao nhiêu là những cái câu hay để mà người ta nhớ đời. Rất tiếc một người quá giỏi như vậy lại đi quá sớm. Và có một cái hay nữa là em được ảnh giới thiệu lên hát rất là nhiều nơi, cũng một vài nơi. Mà mỗi lần em lên á, là ảnh chờ em, ảnh chỉnh microphone cho em. Rất là dễ thương, chứ không phải là em không, ảnh không phải giới thiệu xong rồi đi ra một bên hay đi xuống hay gì để, nhưng mà ảnh luôn luôn chờ em đứng trên sân khấu rồi nè, đây nè em, microphone đây nè em. Rất là dễ thương. Bằng những cái hình ảnh đó em sẽ nhớ mãi mãi khi mà nhắc tới tên Việt Dũng. Em rất là cảm ơn đài SBTN, cảm ơn chị Diêu Quyên, anh Hồ đã cho người nhạc sĩ nhỏ nhỏ lên đây có nhiều, có một chút xíu lời tâm sự đối với anh Việt Dũng. Rồi khi ảnh cùng với em, không phải là lập ra, mà cùng nhau đứng trên sân khấu Ngọc Trong Tim, thì em có những cái kỷ niệm đẹp, vui, buồn gì với Việt Dũng? Thưa chị, lúc nào anh Việt Dũng, một chút xíu nữa đây, có một cái video clip rất là hay. Ảnh lúc nào cũng khuyến khích các bạn khuyết tật ở trong nhóm Ngọc Trong Tim là hãy hy vọng, hãy hy vọng. Lúc nào sự hy vọng là cái liều thuốc hay nhất trong những cái lúc mà cuộc đời không được sáng sủa cho lắm. Nhưng đừng bao giờ mất hy vọng. Anh lúc nào cũng nói cái điều đó. Cảm ơn em. Vậy thì bây giờ chắc chúng ta mời quý vị nghe một nhạc phẩm trước, rồi chúng ta sẽ trở lại
cùng với Thành Lễ, và sau đó chúng ta sẽ chiếu cái video, có được không em? Dạ, cảm ơn chị. Dạ, được ạ. Vâng, vậy thì bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Giáng Xưa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ, viết lời Việt bởi nhạc sĩ Việt Dũng, qua phần trình bày của tiếng hát ca sĩ Thiên Kim. Trên ngàn lá, lá rụng tình xa, có dáng ai ngồi đó giữa trời ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh. Nhớ dáng xưa ngày cũ, mối tình đầu nhớ ngày tháng dấu yêu còn đâu, hãy cứ du làn sóng sóng buồn chiều nay, hãy cứ như gội lá lá rụng vào tay, có dáng ai ngồi đó nhớ người ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh. Ngờ có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển xanh, nhớ dáng xưa ngày cũ mối tình đầu tiên, nhớ có anh và nhớ ngày tháng dấu yêu còn đâu, hãy cứ du làn sóng sóng buồn chiều nay, hãy cứ như cội lá lá rụng vào tay, có dáng ai ngồi đó nhớ người ngẩn ngơ, có tiếng xưa vụn vỡ cuốn vào biển. Vị trong buổi tưởng niệm 10 năm lễ giỗ của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, chúng ta đã nghe rất nhiều khía cạnh về Việt Dũng, từ truyền thông cho
cho tới ca nhạc. Và bây giờ một cái khía cạnh khác cũng không kém làm cho các em khuyết tật phải nói là coi anh Dũng như là một người anh. Và ngày hôm nay sau Nguyễn Đức Đạt, chúng tôi được hân hạnh cũng nói chuyện với nghệ sĩ Thành Lễ, cũng là một người trong nhóm Ngọc Trong Tim. Em cảm thấy cái tình cảm của em đối với ca nhạc sĩ Việt Dũng như thế nào, như là một người anh, như là một người nghệ sĩ? Trước hết em xin chào chị Diệu Quyên, Thành Lễ thân ái cùng với chương trình Ngọc Trong Tim, các anh chị em trong bo. Xin kính chào quý vị thân thương của đài SBTN. Kính thưa chị, phải nói anh Việt Dũng đến với em tuy không nhiều lắm, nhưng mà em được ngồi đây, được nói chuyện với đài, được trình chiếu cũng gần 8-10 năm nay. Đó là ngoại anh Trúc Hồ đã cho chúng em cơ hội để được làm chương trình Ngọc Trong Tim. Nhưng có một sự mở lời là anh Việt Dũng nói Thành Lễ ơi, em hãy đến với anh Trúc Hồ, đến với đài. Đó là ngày hôm nay chương trình Ngọc Trong Tim được tồn tại. Còn đối với anh Việt Dũng, kính thưa quý vị, đi diễn rất là nhiều show, nhưng mà mỗi lần Thành Lễ đi diễn với Nguyễn Đức Đạt, có một lần một show rất lớn tổ chức ở tại Nam California, thì có một người MC, Thành Lễ tin tạm vô tên, đáng chuyên nghiệp chứ không phải là MC mà đi trình diễn thường xuyên. Và người MC đó nó giới thiệu như thế này: và sau đây xin mời ca sĩ mù Nguyễn Đức Đạt bước lên sân khấu. Lúc đó anh Việt Dũng đang ở dưới sân khấu, anh quay lại khiếm thị. Và cái người đó hết hồn và lật lại: xin lỗi. Và xin giới thiệu quý vị ca nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt. Đó là một kỷ niệm mà chủ trương chương trình Ngọc Trong Tim chúng em. Anh Việt Dũng như là gửi đến một thông điệp với lại chúng em là nghệ sĩ, cũng giống như quý vị là những người làm về tôn giáo, hoặc là chúng ta là những người nghệ sĩ được trình đài, thì khi dùng từ cho những người khiếm khuyết hoặc là cho những người thương tật thì chúng ta cũng rất cẩn thận. Có nhiều nơi thì em về Việt Nam em hỏi các bạn khuyết tật, nhất là khiếm thị: các em ơi, các em thích dùng chữ mù hay là khiếm thị? Các em đồng thanh trả lời khiếm thị. Cho nên sẵn chương trình này, một lần nữa em cảm ơn anh Việt Dũng. Chỉ có anh là con chim đầu đàn, anh hiểu được chương trình mục đích của Ngọc Trong Tim. Nên sau này các em từ trong nước hoặc là các em ở đây cảm thấy yên tâm, rất là mạnh dạn khi mà được lên sân khấu lớn. Đó là một cái kỷ niệm nhỏ đến với em. Chị nhớ anh Việt Dũng mỗi lần mà giới thiệu trong chương trình Ngọc Trong Tim, anh dùng nhiều từ rất là hay, và cũng như là cái tâm tình của anh khi mà anh giới thiệu từng em trong cái Ngọc Trong Tim đó, coi như là he's a professional, không những là trên sân khấu của một cái chương trình video bình thường và chương trình video khiếm thị, anh làm cho mọi người đều trân trọng của cái người ca sĩ sắp sửa bước ra sân khấu để trình diễn. Trong bao nhiêu năm em làm việc với anh Việt Dũng, những cái kỷ niệm nào mà làm cho em đáng nhớ nhất, vui nhất? Có nhiều kỷ niệm mà em mang thầm kín không có thể kể ra được, tại vì anh Việt Dũng thương mấy em khuyết tật, nhất là một người phải nói là hero. Mà khi mà mời các em qua, em cũng rất là ngại và em gọi anh Việt Dũng ơi. Em nghĩ không có một người MC nào có hợp với chương trình Ngọc Trong Tim. Em biết anh là một nhạc sĩ rất nổi tiếng, là một người MC rất nổi tiếng. Nhưng với anh là một con chim đầu đàn của Ngọc Trong Tim. Anh trả lời em yes liền. Anh không bao giờ hỏi giá cả diễn như thế nào. Và anh đã đến với Ngọc Trong Tim. Và em đã được hân hạnh, được sung sướng khi mời anh được cộng tác hai lần, năm 2013 đến 2014. Thì khi 2014 đó, thì chương trình tổ chức vào 7 giờ, 6 giờ, nhưng mà 7 giờ anh cũng chưa tới nữa, 6 giờ mở màn. Thế là các anh em nghệ sĩ nói Thành Lễ, ra mở màn đi em, trễ quá rồi. Em nhất định không phải mời, chờ anh Việt Dũng. Và anh gọi với em, chờ anh một chút xíu. Khi anh tới, anh đổ mồ hôi, anh mệt lắm, tại vì không biết cây nạng, anh nói là cây nạng bị gãy. Xong đó anh làm chương trình rất là trót lọt, rất là hay. Và sau tháng 11, em ra cái đĩa DVD đó, màu đen. Và khi tháng 12, cũng là ngày này,
em với Đạt đang đi show thì nghe người ta báo tin anh Việt Dũng đã mất rồi. Điều đó giống như là một cái định mệnh, như là một cái sự báo trước. Nhưng mà dẫu như thế nào nữa, anh Việt Dũng như là một điều đến với Duy Ngọc trong tim. Em chưa thấy một cái đám tang nào mà toàn là những người khuyết tật đến với anh. Tiếc rằng bữa đó em ở xa. Và hình như là tên anh nó đã trong chương trình Ngọc trong tim, bởi vì tên anh là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng. Và Ngọc trong tim ra đời được ngày hôm nay. Trong không khí này, trong mùa Giáng sinh này, em xin đại diện cho các em khuyết tật khắp nơi xa. Chúng ta không bao giờ dùng danh từ khuyết tật để ở trên chương trình show, hay là ca sĩ phải là khiếm thị, ca sĩ khuyết tật. Bởi vì chúng ta thấy trên toàn thế giới những nước tân tiến không bao giờ dùng danh từ đó. Hy vọng rằng chương trình này sẽ gửi đến một thông điệp của anh Việt Dũng. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em hy vọng, các em hy vọng. Và xin mời chị gửi thay giờ lời nói. Và trước khi mà em chào thì trong mùa Giáng sinh này cho em chúc tất cả quý nhưng khán giả. Nhưng mà cái lời chúc của em chắc là chúng ta phải đợi sau khi để coi quý vị khán giả xem cái video clip để hiểu hơn về Ngọc trong tim như thế nào. Mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi những bước chân của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng với Ngọc trong tim. Lên 8.000 đô la, thưa quý vị, tất cả số tiền này sẽ được giúp cho Ngọc trong tim. Thành ra xin quý vị rộng lòng, mai mốt sẽ không còn nữa. Trong đó có Việt Dũng, thành ra quý vị thấy là tối thiệt. Thành ra là cái đó là rất là thật thà là như vậy. Nguyễn Ngọc Việt Dũng, người ăn lớn, người đồng hành thân thiết với Ngọc trong tim đã ra đi. Nhưng anh đã kịp truyền cho nhóm Ngọc trong tim tinh thần cống hiến, vượt mọi bất trắc, chia lửa cùng với những tài năng khuyết tật. Cũng là một nghệ sĩ khuyết tật, nhưng anh đã đến với Ngọc trong tim với tư cách người bảo trợ tinh thần. Chúng tôi hy vọng là tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy tài năng của các em. Và các em tôi, thưa quý vị, tôi có thể hãnh diện để nói rằng các em tôi đã làm quý vị rung động qua giọng hát, qua tài nghệ, qua tất cả những sự đóng góp của các em. Và những người này, thưa quý vị, sẽ là những người trong những ngày tới được khuyến khích bởi chính quý vị để các em có thể tiến bước, cũng như truyền một thông điệp hy vọng đến với lại các em khuyết tật ở nước Mỹ cũng như là ở Việt Nam. Và qua tất cả các tiết mục được đóng góp, chúng tôi mong là quý vị sẽ cùng với chúng tôi tối nay về nhà nghĩ tới các em, nghĩ tới thông điệp mà chúng tôi truyền cho quý vị. Thì xin quý vị một chữ duy nhất để cho các em được hy vọng. Đây tấm lòng của tụi con, một con tim ghi ơn. Thứ nhất là anh Việt Dũng đã giúp ủng hộ tụi con. Thứ hai nữa là gia đình của anh Việt Dũng là gia bác, cũng như là mẹ của anh Việt Dũng. Ở đây tấm lòng của Ngọc trong tim đối với gia đình vậy thôi. Cảm ơn các con. Thương anh Dũng lúc sống lúc chết anh mong gặp con. Con linh thiêng thì con phù hộ cho các em, con làm được sự khác, mong được là con đã được lên thiên đàng rồi, giúp cho các em tiếp tục cuộc sống như con đã sống. Hãy hiền nhìn lên, con cứ nhìn ở gương Minh Dũng rồi cố gắng, đừng bao giờ nản lòng. Gọi tên anh trong phút giây sau cùng sẽ như mãi dấu yêu suốt Thưa quý vị, với chữ hope, hy vọng, cái này nó làm cho khi mà chị, một cái người bình thường thôi, không phải khuyết tật, cũng lúc nào cũng mang trong lòng của mình, cái chữ này là cái chữ mà mình phải sống với nó, lúc nào cũng phải có hy vọng, huống chi là những cái em trong khuyết tật. Thì chị biết là Thành Lễ rất là xúc động khi mà nói về
anh Việt Dũng. Trong cái mùa Giáng sinh này anh ra đi thì chị nghĩ là em cũng có rất nhiều cái cảm xúc trong cái thời điểm này. Chị mời em. Dạ thưa chị, trước khi em chúc trong lời Giáng sinh này thì cái đơn guitar quý vị thấy Thành Lệ và nhóm Ngọc Trong Tim đấu giá số tiền lúc đó lên 10.000 đô nhưng tụi em đã giữ lại. Bởi vì em mong muốn rằng cái này sau này để lại cho những người Việt chúng ta sau này. Dạ, nên cái đơn này sẽ bỏ vào thư viện cho ở tại đây để cho tất cả chúng ta chiêm ngưỡng những cái bậc tiền bối cho đến các nghệ sĩ. Và trong mùa Giáng sinh này, em cũng xin chúc chị cũng như tất cả quý vị đang xem đài, đặc biệt mẹ anh Việt Dũng, xin chúc bác lúc nào cũng khỏe mạnh và sống khỏe mạnh vui vẻ, bởi vì tuyệt vời, có một đứa con tuyệt vời. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều và nhận lấy đây lòng tri ân của con và của các em Ngọc Trong Tim đến với quý vị. Chị cảm ơn Thành Lễ và chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm khác. Nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ, lời Việt, lời của Việt Dũng qua phần trình bày của ca sĩ Dạ Nhật Yến, Mùa Hè Tình Yêu. Ngập tràn niềm vui, mùa hè đã tới rồi. Mùa hè của tôi, mùa hè là lời, mùa hè đang tươi sáng. Cất tiếng hát mừng ngày vui hôm nay, tình nồng tay trong tay mùa hè ơi. Cất tiếng hát trời biển xanh bao la, chỉ còn ta riêng ta mùa hè ơi. Cất tiếng hát ngàn lời ca. Nhẹ nhàng là em, mùa hè ôi thương mến. Sẽ nhớ mãi một ngày vui hôm nay, tình nồng tay trong tay mùa hè ơi. Sẽ nhớ mãi trời biển xanh bao la, chỉ còn ta riêng ta mùa hè ơi. Sẽ nhớ mãi ngàn lời ca mê say, tình nồng tay trong tay mùa hè ơi. Sẽ nhớ mãi cuộc tình ta. Kính thưa quý vị, và trong buổi tưởng nhớ 10 năm sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng thì chúng ta đã nghe rất nhiều về anh Việt Dũng, một người thầy, một người bạn, một người nghệ sĩ. Kế bên chủ quyền là nhạc sĩ Trúc Hồ thì cũng đã làm việc với Việt Dũng phải nói là lâu lâu lắm rồi, thì không biết là Hồ thấy
nơi anh Việt Dũng có những cái đức tính nào mà Hồ nhớ nhất? Việt Dũng nói về tài thì là một người đa tài. Cái tài là một cái hay, nhưng mà nếu mà cái tài mà nó không có tâm thì nó không còn cái gì để chúng ta nói. Việt Dũng là một người đa tài, giọng hay, sáng tác hay, làm chương trình radio hay, trưởng ban tin tức, chuyện gì cũng làm được. Ai cần giúp, Việt Dũng giúp trong những công việc cần được giúp. Đối với Trúc Hồ, Việt Dũng thứ nhất là một người con của nước Việt Nam Cộng Hòa, một người con yêu nước. Đối với xã hội, anh là một người biết hy sinh cho người khác. Đối với những người bạn, thì Việt Dũng là một người có cá tính rất đặc biệt, là trung thành. Trong cái thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều, nhất là thời đại kỹ thuật bây giờ, Internet. Mọi thứ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại, chúng ta dần dần mất đi cái cá tính quan trọng, đó là lòng trung thành. Cái đó, thế giới này, thời đại này, không phải dễ tìm. Nhất là một người tài giỏi như Việt Dũng. Thì đối với cá nhân Trúc Hồ, Việt Dũng là một người rất trung thành với lý tưởng của anh, trung thành với những gì mà anh nghĩ là đúng và trung thành với những người bạn làm việc chung với anh. Khi mà nói tới đức tính của anh Việt Dũng á, thì Dự Quyên cũng có làm việc với anh và với Trúc Hồ rồi với Nam Lộc nữa thưa quý vị. Thì lâu lâu Quyên còn thấy Hồ giận, anh Nam Lộc cũng có chút giận, mà anh Việt Dũng là hoàn toàn cứ không có thấy anh giận. Mà mỗi lần Quyên thấy Hồ còn: Dũng, tại sao Dũng không làm này? Tại sao Dũng không viết cái này? Tại sao không sửa này đi? Gần tới giờ rồi. Thì anh cứ bồ, chờ chút đi bồ, gần xong rồi bồ. Dễ thương, rất là dễ thương. Đúng không? Trúc Hồ có cái xấu của Trúc Hồ là khi làm việc đôi khi hơi nóng đánh. Mà Việt Dũng thì đôi khi hơi thành thản, nhiều việc làm quá. Cho nên bị làm không có đúng theo giờ giấc mà Trúc Hồ muốn. Cho nên Trúc Hồ có lớn tiếng với Việt Dũng. Mà hầu như cái chuyện đó giữa Trúc Hồ và Việt Dũng là chuyện bình thường. Cho nên trong buổi họp, Việt Dũng cứ cười cười. Không sao đâu, không sao đâu, từ từ cũng xong thôi. Nhiều khi Hồ nghĩ là Hồ có nói Việt Dũng là hình như bồ kiếp trước làm gì nó kiếp này phải nợ Trúc Hồ phải trả thôi. Đúng á. Thì chỉ có nợ mới làm việc với Trúc Hồ như vậy thôi. Làm mấy năm trời SPTN không có đồng lương. Đã gì còn bị la nữa. Mà với Việt Dũng thì là đàn anh của Trúc Hồ. Người đi vào nghề gì Trúc Hồ cũng sao Việt Dũng hết. Từ sáng tác cho tới truyền thông. Nhưng mà người Việt Dũng là một người rất là hiền, vị tha. Nhìn những cái công việc mà nó căng thẳng với nụ cười, thì cái đó cũng là một cái đức tính mà khó tìm với những người xung quanh làm việc. Vậy thì bây giờ chúng ta mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm khác của nhạc sĩ Việt Dũng, thơ Quang Dũng, Có Những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm, qua hai tiếng hát Lâm Thúy Vân và Lâm Nhật Tiến. Thank you.
anh mãi là mùa xuân xưa, những cây ôi thơm ngày cũ và vầng hoa ngâu mùa thu. Em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa, tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Con đường xưa những mùa chút lá, cánh bàng mồ côi đứng giữa rêu phong. Con đường xưa ta ngồi hoa đá, mùa đông mồ côi đứng đợi người. Con đường xưa men vườn ổi thơm, anh bỏ đi dài bao chia ly. Con đường xưa hàng cây chút lá, có những cuộc tình không là chân. Thưa quý vị, với nhạc phẩm Với những cuộc tình không là trăm năm, Có những cuộc tình không là trăm năm đã làm cho Diệu Quyên nhớ tới một lần sau khi mà anh Việt Dũng ra đi, thì Diệu Quyên có nói với Trúc Hồ, không biết là mấy mốt nếu mà một trong hai đứa ra đi trước thì không biết là mình sẽ chôn hay là đốt. Thì lúc đó Trúc Hồ có nói là Trúc Hồ muốn đốt, còn Diệu Quyên thì nói muốn sợ nóng lắm, chắc là Quyên chôn. Còn Hồ thì muốn đốt, rồi muốn mang tro cốt một nửa bên đây, nửa bên Việt Nam. Mang về, nhà thờ, chợ quán. Nhà thờ, chợ quán, một nửa bên đây nữa. Không, mang về hết luôn. Thì Diệu Quyên có nói chứ, coi chừng mang về đó, rồi có mất á. Rồi sau đó rồi Hồ đổi ý. Không, đổi ý là bởi vì sau khi mình đi đám tang Việt Dũng về,
nơi mà Việt Dũng chọn, An nghĩ là thành phố Huntington Beach. Mà thành phố Huntington Beach cũng là thành phố mà đầu tiên Chúc Hồ đến Hoa Kỳ, Chúc Hồ ở. Đúng rồi. Và Chúc Hồ nghĩ là mình tới đây Huntington Beach thì tại sao mình không chôn ở đây luôn. Cho nên hai vợ chồng mới, Chúc Hồ mới nói về quyền à, bây giờ mình kiếm miếng đất gần Việt Dũng để mà mình ở gần với Việt Dũng luôn. Thì cuối cùng thì gia đình Việt Dũng, mẹ của anh Việt Dũng mới liên lạc với Dược Quyên thì nói là nếu mà con muốn thì bác nhường cho con một cái miếng kế bên gần Việt Dũng. Có nghĩa là Việt Dũng ở đây, rồi tới BB, rồi tới vợ chồng chúng tôi, thưa quý vị. Thì lúc đó cái miếng đất á, nó chỉ còn có một cái lỗ thôi. Một miếng thôi. Cho nên là ai mà có đi trước thì nằm ở dưới. Nó phải modify lại, nó phải sửa lại. Đúng. Để cho cái người nào chết trước thì nằm dưới, người nào chết sau thì nằm ở trên. Thì Chúc Hồ và Diệu Quyên cũng đã mua miếng đất nó cũng bao nhiêu lâu rồi? Thì đó 10 năm từ lúc mà sau khi Việt Dũng ra đi. Cũng gần 10 năm. Gần 10 năm. Thì đó là một cái quyết định rất tốt cho hai vợ chồng Chúc Hồ và Diệu Quyên. Bởi vì cuối cùng thì hai vợ chồng cũng ở chung với nhau. Và kế bên mình là người bạn thân Việt Dũng. Thì đó là một trong những quyết định chính xác của Chúc Hồ, trong cuộc đời của Chúc Hồ. Cái quyết định mà muốn mang xác về chôn ở nhà thờ Giải Quán là một quyết định nó mang tính cách hoài niệm, mang tính cách muốn tìm lại nơi mà mình lớn lên, nhà thờ Giải Quán. Những buổi trưa đá banh ở nhà thờ. Nhưng mà khi mà nghĩ tới, khi mà mình đi qua bên Hoa Kỳ, mình ở Huntington Beach, rồi khi mà mình chết, mình cũng trở về Huntington Beach, có đi thì có về, và ở kế bên người bạn thân của mình, làm việc gì từ Trung tâm Mesa cho tới SPTN, cho tới tranh đấu cho nhân quyền, cho tới giúp cho những thương phế binh, tất cả mọi việc hai anh em đều làm chung. Thì tại sao chúng ta không ở gần nhau? Thì đó là một cái quyết định mà Chúc Hồ nghĩ là Diệu Quyên thích hơn là Chúc Hồ luôn. Tại vì trong cái khu Chúa Chiên Lành đó thì cũng có ba mẹ của Diệu Quyên. Coi như là có bác Anh Bằng. Có bác Anh Bằng. Có nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn. Ngọc Lan. Bữa nay thì có Ngọc Lan nữa. Bữa nay có một người nhạc sĩ Bùi Cộng Nguyên sáng năn nỉ anh Hồ chở em đi thăm anh Việt Dũng. Chúc Hồ chở tới thăm Việt Dũng. Xong rồi Chúc Hồ nói ở trong đây còn có bác Anh Bằng, Trần Ngọc Sơn nữa, chở tới thăm luôn. Thì nếu mà cuối cuộc đời mình mà mình nằm ở nơi mà mình có những người rất thân trong cuộc đời của mình, bác Anh Bằng, Trần Ngọc Sơn là bạn thân của Chúc Hồ, Việt Dũng, thì Diệu Quyên thì vẫn tốt hơn là một mình về ở nhà thờ Giáo Quán. Một quyết định sáng suốt. Còn thưa quý vị nghe tâm tình của Chúc Hồ cũng như quý vị cũng đã nghe một số anh chị em nghệ sĩ chia sẻ về Việt Dũng. Riêng với Diệu Quyên thì có một lần khi mà được đi làm MC chung với Việt Dũng thì một cái người mới ra nghề mà đứng bên một người gạo cội như vậy, Diệu Quyên rất là run, thưa quý vị. Thì anh Việt Dũng có nói là em cứ nhớ ba điều cho anh. Thứ nhất là em nhớ tên bài hát và nhạc sĩ của bài hát đó, người sáng tác bài hát đó, cũng như là ca sĩ trình bày là được rồi. Thì thưa quý vị, nhớ, nhưng mà khi mà ra gặp khán giả, tự nhiên cái 1/3 quên hết. Nhưng mà vì cái lời mà anh Việt Dũng dạy như vậy, nó cứ làm cho mình nhớ, giống như mình đứng lớp, mình dạy học cũng vậy. Mình nhớ ba điều mà dạy cho học trò, mình mới dạy tới cái điều thứ tư là các em quên. Cho nên từ đó mà Diệu Quyên học hỏi từ anh Việt Dũng. Bài hát tên gì?
ca sĩ hát là ai và người sáng tác là ai. Còn nếu mà mình biết thêm về chi tiết, mình thêm hoa lá cành này kia trong cái bài hát đó là tùy theo cái tâm tình của mình cũng như là cái sự hiểu biết của mình. Rồi chị Khuyên cũng có chia sẻ cái vấn đề đó với Trúc Hồ, thì Trúc Hồ cũng có nói thêm là just be yourself, mình là mình đừng có coi mình là một cái người MC đó, mình đừng có bắt chước, tại vì cái mức của mình đã tới đó là tới đó thôi. Đó là chị Khuyên có được hai người thầy, đó là nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như là nhạc sĩ Việt Dũng đã dạy cho chúng tôi rất là nhiều. Có được ngày hôm nay thì cũng phải nói cảm ơn Việt Dũng, cảm ơn ông xã Trúc Hồ đã cho và tin cái tài năng và cho chúng tôi một cái cơ hội để mà được nói chuyện với khán giả, để mà được tâm tình với quý vị khán giả. Ngày hôm nay cũng trong cái tâm tình với Việt Dũng, thì một người gọi là củng cố nhạc sĩ Anh Bằng đã ra đi. Bác đã viết một bài hát riêng cho Việt Dũng với thơ LP, nhạc phẩm với tựa đề Việt Dũng trong trái tim Việt Nam. Và cũng với nhạc phẩm này, Diệu Quyên, Trúc Hồ xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Và nếu được thì chúng ta cùng thắp một nén nhang, một nén hương cho cố nhạc sĩ tài ba của chúng ta, anh Việt Dũng. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Hãy
dương thành.